theo giờ theo sư hỏi các lớp học và các quý Phật tử có tổ chức có nội quy gì không, không có nội quy phổ biến gì không, phổ biến gì ta sư học dạ dạ có nội quy giờ sư xin mời đi nhờ các quý Phật tử nghe nghe thể lệ nội quy của lớp học ra sao. À, đi vô học không được anh dùng trong lớp cái dụng gì đó anh quý có phải mua vỏ xương cái môn aikido đó thì là múa vỏ phải có người té anh, nếu mà anh điều anh tình nguyện lên thì tôi sẽ biểu diễn ngay không, nhưng mà mình phải bái tổ trước mới được phải bái tổ vỏ này là vậy, không đánh người ta thì bái tổ thôi từ nhà mới đánh thì tôi sẽ đáp ứng ngay. Sư vậy nên mình không cần security sư. Rồi chúng ta xin vài phút để mà biểu diễn. Tên tôi là Phạm Văn Minh, tôi là võ sư trưởng võ của võ đường này. Nhìn là biết. Môn aikido thì ở bên ngoài đó thì là đều là wrestling class, thì là cả hai dùng cho võ đường là aikido và wrestling class. Thì cách đây mấy tháng thì sư có nói là có cái nguyện cầu là muốn mở cái lớp Abhidhamma cho những người muốn theo học. Chúng ta mời sư tới coi cái địa điểm này thì sư có rất là hoan hỉ. Thì bởi vậy tôi mới xúc tiến thì sư có đưa ra hai cái nguyện cầu. Thứ nhất là sư nói là chị Hương với là chị Thảo là lập lên cái danh sách để ghi danh. Thì sư có nói là cái Abhidhamma là một cái môn học nó đi vào chiều sâu, chứ thành ra sư không, sư thấy rằng trong 2 năm mà sư nói chuyện ở các chùa hay là cả trung tâm thì rất là nhiều người tới học xong rồi hoan hỉ rồi đi về, mà nhớ thì không biết là bao nhiêu. Thì cái môn Abhidhamma này sư sẽ, tuy rằng sư nói là vỡ lòng đó, nhưng mà sư nói là nó tương đương với trình độ là mình học đại học Phật giáo. Thành ra sư cũng có nói là không cần số lượng đông mà sư cần cái phẩm. Thành ra bởi vậy cho nên mình phổ biến cái này đó là hoàn toàn tính cách là truyền miệng, tức là ngôn xuất mạng. Thì mà như vậy đó mà cái danh sách nó cũng đã lên tới 50 người rồi. Thì cái chỗ này thì dư sức để chứa 50 người với điều kiện là một số người ngồi trên sàn này. Thì khi mà sư tới nhìn thấy cái sàn này thì sư lại nảy ra một cái ý kiến nữa mà tôi rất là mừng, là bây giờ 4 giờ mình học, từ 2 giờ đến 4 giờ thì trong tương lai sư sẽ tùy theo cái duyên, sư sẽ chỉ thêm một cái thể pháp học một tiếng hồ nữa về phương pháp thiền. Thì cái chỗ này là nhất rồi. Yeah. Thì bây giờ những ai mà cảm thấy thoải mái ngồi trên thảm thì ngồi trên thảm, và những ai ngồi trên ghế thì việc là đem người nào đem ghế tới của mình, sắp được 2 dãy hay là 3 dãy hay là 4 dãy thì được 50 người dư sức. Cũng có người không hoan hỉ là bảo rằng mình như vậy đó thì không có việc biết tới. Thì cái lớp không phải là hạn chế, cái chỗ nó hạn chế, nhưng mà thành ra bây giờ ai muốn ghi tên vào thì chỉ việc liên lạc với chị Hương hay chị Thảo thôi. Rồi, và cũng nên vì cái chuyện lợi ích chung cho mọi người đó thì cũng giải thích là mình đang học cái gì, và nếu mà vào đi học thì mình cũng làm những cái bổn phận tối thiểu, nghĩa là để ghi nốt và theo dõi. Chứ đây không phải là cái kiểu vào nghe chơi cho vui rồi đi về. Có một vài nhằm cái mục đích mà để cho vấn đề pháp học pháp hành cho nó được lợi lạc đó, và chung cho mọi người, thì tôi chỉ nêu ra vài cái chuyện thôi. Cái thủ tục về ghi danh thì tôi đã nói rồi, liên lạc với chị Hương với ông Thảo. Chị Hương có để cái hộp ở ngoài kia, thì niên liễm thì cái việc mọi người tự động bỏ trong đó thôi. Thì ở đây thuê cái chỗ này tính ra mỗi người là 5 đồng một buổi, coi như 20 một tháng, rồi cái việc bỏ trong đó thôi. Xin mời các đạo hữu là cố gắng tới đúng giờ, mình tới đúng giờ thì mình xả đúng giờ. Tôi sẽ hứa tôi nói rất là nhanh để khỏi mất thời giờ. Về vấn đề điện thoại di động, mình vào tới đây rồi mình nên tắt cái điện thoại di động đi, hoặc là mình nên để cái độ vibration hay là zoom gì đó. Nếu mình cần phải trả lời thì mình nên bước ra ngoài, mình ra
trả lời, tại vì đây cũng như những chỗ khác thì mình cũng sẽ thông qua. Nếu mà nó không qua vào trong đó thì cái phẩm của cái văn nó không được tốt. Cái mục đích chính của mình là học pháp học và pháp hành, cho nên ăn uống thì cũng xin giữ giới hạn vào trong những giờ trước hoặc sau, hoặc là trong cái giờ break. Xin cho break không? Dạ có. Thì chắc độ 2 tiếng, trong 2 tiếng hồi nó break. 2 tiếng thì ạ. Cái phòng vệ sinh đó thì là phải đi ra ngoài hành lang và phải có hai cái chìa khóa, cho mọi người quay lại nhìn thấy ngay cái cửa đi vào đó nó có hai cái chìa khóa, cái khóa trên chìa khóa dưới. Cái trên nó màu xanh, blue là for boys, blue for boys và pink là for girls, đây nó là purple hay là gì đó. Mà đã chặn cửa ra không cần chìa khóa, mở cửa nó chặn lấy đồ chặn rồi. Thì tôi coi như là chủ nhà đây thì cũng xin vài lời lời chào đón tất cả quý đạo hữu. Thật sự mình có được một cái buổi mà học cái Abhidharma mà ở bên xứ Mỹ này thì rất là vô cùng hiếm, và cũng là một cái duyên lành rất là lớn. Tại vì tôi đi lên tôi mò trên internet rồi tôi thấy không có cái gì ở trên đó mà những cái Abhidharma tiếng Việt cả. Mà nay ngay cả Abhidharma và những cái website mà ở Việt Nam cũng rất là giới hạn, các sư là gần lắm rồi. Thì thành ra mình tôi thấy rất là vui mừng. Đúng là thật sự là mình có cái duyên mình gặp được nhau là mà vật sinh hoạt trong cái môi trường như thế này. Đây là một cái võ đường, mình gọi cái võ đường là mình cho nó quen với phần tiếng Nhật đó, Aikido đó, đấy nó gọi là dojo. Dojo đó dịch ra tiếng Việt của mình đó là đạo tràng. Thành ra cái chỗ này đó thật sự nó là một cái nơi mà nó rất là thích hợp cho mình sinh hoạt pháp học pháp hành. Thì tôi đưa ra một cái câu chuyện vui mà mọi người coi mình thấy là mình có thể áp dụng vào trong cái buổi học mà mình được. Là thí dụ như tôi vào cái thầy võ thì mọi người cái lối thì dạy là như thế này, tôi bước vào cái bước bằng ngay cửa thế, tôi cúi đầu chào với cái hướng như thế này, xong rồi tôi vào thay quần áo xong xuôi rồi tới cái mép của cái thảm này tôi lại cúi đầu chào. Xong rồi lên tới đây thì mọi người võ sinh sắp hàng ở đây thì mình chào từ cái hướng này, là thường thường ở đây để cái chữ khí. Bây giờ để hình mặt lên thì mình chào về hướng này, xong rồi cuối giờ lại chào về hướng này, rồi thầy trò chào nhau, học trò chào nhau, bước ra khỏi thảm chào một lần nữa và bước đi ra cửa chào một lần nữa. Thì lúc nào tôi cũng hỏi là tại sao phải chào như vậy, chào như vậy để làm gì? Mọi người có không? Mau hơn thì cũng phải là respect. Recognize each other. Còn gì nữa mà respect for what? For the place, for the education, for the beautiful, respectful for the tradition, the lineage. Thì đúng là như vậy. Tôi bước vào trong phòng này, tôi cúi đầu tôi chào vào đây đó là để mình đúng, tất cả anh nói là đều là đúng, nghĩa là cái truyền thống, cái lịch sử của cái bổn bang và cái thời gian mà mình chia sẻ với nhau ở đây, và lúc là chào như vậy. Và đối với tôi đó, bước vào đây chào đó là tôi nhắc nhở rằng bây giờ tôi đang vào đây tôi đang bỏ hết tất cả những cái chuyện gì ở bên ngoài, những cái chuyện thị phi, những cái chuyện bực dọc tôi bỏ bên ngoài, tôi bước vào đây. Tôi thay võ phục xong rồi tôi tới cái sân thảm, tôi lại chào lần nữa. Bây giờ thật sự mình tập nên mình bước lên sân thảm. Tôi chào đối với một người mà tập cùng với mình, cộng sự viên. Tại vì trong Aikido không có kẻ thù và không có người tấn công. Người tấn công là rồi mình lại đổi phiên nhau. Và khi cuối giờ tôi lại chào để mà tôi appreciate, tôi cảm ơn là cái thời gian mà mình có ở đây. Mà môn Aikido đó, như lúc nãy tôi dẫn với anh đó, nếu mà không có người đánh mình không tập được, mình tập mình không tập được. Môn đó là phải có người. Đã, thì và sau khi mình bước ra khỏi thảm, mình lại chào một lần nữa để nhắc nhở. Và khi ta tới cửa, tôi chào một lần nữa, tôi nhắc nhở rằng cái thời gian ở đây tôi đã học được những gì. Và bây giờ tôi sẽ đem cái đó ra để tôi áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Thì cái đó nó có áp dụng đến chúng ta hay không? Thì đó, thì bắt tôi. Và hãy học. Thì ta thống nhất cái chủ đề này. Thì
thì tất cả quý Phật tử tìm hiểu với nhau để mà hỗ trợ với nhau, hỗ trợ với nhau cho cái lớp học này tốt. Nhưng hôm nay sư nhìn thấy cái lớp học như này sư rất là quan hệ với số lượng như này đó, rất là thích hợp. Chứ trên đạo sư đang đi trên đường lên tới đây á, sư lo ngại số lượng nó đông quá đó thì sư phải break thành một tụ điểm nữa cho nó hợp lý, chứ sư không có chịu trường này cho lớp học mà đông người như vậy. Rồi mấy cô nghe kìa, mình học á với số lượng hợp lý và chất lượng mình gạt hai được đó, thì đó mới quý. Còn ví dụ như đông quá đó, nhất là ta cái môn học Abhidhamma này đó, thì sư xin trình bày các cái học tử mình biết đó, nó có những điều mà cần phải động não suy tư nhiều lắm. Và khi xương thiên động não suy tư nhiều đó, có một số các bạn là ô có hai bài lên đó kìa, quá nên cho cô hạ dụng có hai bài thôi. Thành ra đó các quý Phật tử sẽ thấy nó đòi hỏi cái sự chú tâm nhiều lắm, tập trung nhiều lắm, mà mình phải cố gắng gặt hái đào sâu cho được cái kết quả cái này. Thứ hai nữa là sự muốn cái lớp học kỳ này của mình đó là đi vào trong phần tìm từng chi tiết, đi vào từng phần chi tiết. Và trong từng phần chi tiết á, thì quý Phật tử sẽ thấy là cái chuyện là cần thiết là gì, là học và phải làm bài. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Thì những cái này là phát ra cho có hai cái này đó là phương pháp bây giờ đó là sư làm đó là nếu Phật tử sẽ thì có cái giữa các hai loại giữa tiếng Anh và tiếng Việt ha, những cái micro sẽ thấy cái tiếng Anh tiếng Việt và cái này suốt của tác phẩm của nhà Chatula. Sau khi mà tác phẩm nhà Chatula chúng ta học xong á, những cái lời chỉ dạy của nhà Chatula xong thì ta học trực tiếp qua chương trình của ngài Masi. Mà trong những chương trình học ngài Masi cũng có anh Việt song ngữ có chứ tương tự chưa. Rồi quý Phật tử đã chuẩn bị chưa nè, đi học quý Phật tử có mang theo tập vở giấy viết không? Dạ có. Có hả? Ok, đi xin mời thầy. Đi học không phải có mang theo tập vở giấy viết hả? Rồi giờ mỗi người đều có theo quyển sách trên tay chưa? Có sách trên tay rồi ha. Rồi có điều kiện ghi chép trên bàn ha. Hôm nay chúng ta bắt đầu vô cái chương trình học thì sẽ đi từng chi tiết chậm ha, các quý vị phải nghe rõ, rồi khi nào mà không rõ đó thì xin dừng lại cho sư, dừng lại cho sư chỉ các nghĩa lại và chúng ta sẽ nắm bắt được á, và chúng ta mới đi tiếp nữa, không cần phải đi nhanh. Cái môn học này là chúng ta học là cái bài tinh vò khóa học tu của ta đó là cái pháp môn là a y tham mật tha sân gạt ha. Dạ nếu con anh là cho con cái môn học này á là chúng ta học tên là a y tham mật tha sân gạt ha. Sư thấy mình còn chỗ bên đây nè, tấn trang với anh Minh qua bên này nó hay hơn, để sư đứng bên này nó còn bị che lắm mà. Dạ thì mình lựa cái cột rồi ha. Có một số học viên họ tới nữa rồi. Dạ, mấy người viên đi làm. Đi làm ha. À, tại vì ăn đậu nhiều đó. Mình bớt ăn đậu lại đi. Rồi, chúng ta vô, cho ta vô. Dạ, xin mời. Đi lạc là tại vì ăn đậu phộng nhiều. Thì sao bớt ăn đậu phộng lại thì hết đi lạc. Dạ chưa? Xin mời. Rồi, cô Tâm Thiện qua Mỹ phát tập vở giấy viết cho các vị đó. Dạ. Các vị bị vô cho trong.
Thì sao đó, thì sao mình tổ chức lớp học 1 tuổi đi. Chị hao, chị hao. Sao mình tổ chức học lớp học 1 tuổi á, thì chị có cái 2 giọng vừa. Và hồi nãy chị xe sẽ có nói câu như thế này nè. Không ăn đậu không phải là người Mỹ. Cái trẻ Việt Nam, đúng rồi. Không gì bạn, phải là người Mỹ. Không bạn phải người Mỹ. Mấy cô làm như vậy đó là sư biết rằng là anh Nghi với cô Thiên Hương rất là quan hệ đó biết tại sao giúp đỡ cho cô Thiên Hương đi ra đi vô là chút xíu là xúc ký à. Nãy giờ cô Thiên Hương ra mặt vô, cô Thiên Hương trả ra lại có giờ đi vô nữa đó, cứ đi ra đi vô chút cho cô Thiên Hương xúc ký à. Anh đừng ngồi đây nào chứ. Ngày xưa cái đó là phần mà sư giới thiệu là mình sẽ học cái chương trình thiền và thi đối chiếu hạ sinh ngữ tiếng Anh và tiếng Việt của ngài Tathagata. Sau khi ngài Tathagata xong thì là chúng ta sẽ học về cái chương trình của ngài Maharshi trực tiếp. Cái thứ hai nữa đó, mỗi một tuần đó quý Phật tử tới học đó, sư sẽ cho quý Phật tử một cái bài thực tập về thiền. Cái bài thực tập về thiền sư sẽ phát ra nữa, mà cái đó là cái kỹ thuật mà rất là sâu sắc từ trong chánh tạng ra đó, thì sư chỉ với cô hành thiền thế nào. Bài thứ tuần này là bài tập thứ nhất, tuần sau mình bài tập thứ hai, tuần thứ ba bài tập thứ ba, mình học cái từng tự nó có bài, mình theo cái đó mình phải áp dụng ha. Rồi áp dụng xong đó thì theo cái đó sư mới biết được là khi mấy cô trình pháp á, cái pháp của mấy cô đi tới đâu, chứ không phải mình nói lan man lên nghe không có bài dở gì hết được. Cái này là sự phối hợp giữa Thiền viện Maharshi và phối hợp với Ngài Tâm Tạng của thứ sáu của Miến Điện, hai bên sư sẽ làm. Thì sau này á, Thiền viện của Ngài Tâm Tạng kết hợp ra, khánh thành ra đó, thì sư sẽ có mặt trong bệnh để sư làm việc chung với các vị đó. Thì lúc đó các vị tự sẽ thấy mình đi vào cái hệ thống của Miến Điện chặt chẽ. Dạ, mời cô ngồi. Cô lấy 2 quyển rồi nè. Được chưa? Cái môn học bữa nay ta học đây là mấy cô phải biết cái bài học của mình ha. Có nhiều người vô học không biết mình học môn gì đó, thấy không? Mình phải biết học bữa nay mình học môn gì. Học cái học của ta là Api Thammattha Sangaha. Cứ tự đọc theo nè. Api Thammattha Sangaha. Api Thammattha Sangaha. Dịch nghĩa của nó là tổng hợp. Attha dịch nghĩa của nó đây nó có mấy nghĩa là Attha dịch nghĩa của nó là nội dung. Thấy chưa? Thamma dịch nghĩa nó là pháp. Api dịch nghĩa nó là vô tỷ. Rồi vì vậy thì cái môn học hôm nay chúng ta sắp sửa học đây là cái môn học mà chúng ta được dịch ra là gì? Tổng hợp nội dung vô thị pháp. Đó, mình phải hiểu cái môn học của ta hay khóa học của ta hôm nay sẽ học đây là tổng hợp nội dung vô thị pháp. Nghe chưa? Rồi chúng ta đi học á thì ta hiểu được cái bộ môn chúng ta đang học là bài học về đó mang tính nghĩa là tổng hợp nội dung vô thị pháp. Xưa kia có một vài nơi mà cũng do nơi ngài Tịnh Sự có dịch nữa được gọi là phi diệu pháp, nhưng mà tới cuối đời của ngài, trước khi mà ngài mất gần mất thì ngài xin đổi lại là đổi là chữ phi diệu đổi thành là vô tỷ. Tại vì sao? Là cái tiếng nghĩa là vô tỷ là bất tỷ giảo, là không có so sánh được. Bất tỷ giảo là không có so sánh được, không so sánh nổi, không so sánh được, không có pháp nào so sánh bằng pháp này. Do đó ngài mới đổi qua từ là vô tỷ pháp
nên gọi là gì? Bất tỷ giả áo, là không so sánh được, không có pháp nào so sánh bằng sách pháp này được, bên kia ha. Rồi, cái vô tỷ pháp đó, là cái nghĩa của nó là Abhidhamma, cái tiếng nguyên gốc của nó là Abhidhamma. Rồi, trong cái Abhidhamma nó là chia ra làm hai từ ngữ đó, là từ ngữ Abhi và từ ngữ Thamma. Xin nghĩ cô bên này, thì đưa cái lưng chị kèo một hồi, mấy cô không thấy, mấy cô thấy cái lưng sư không mà, có chữ viết vào cái lưng sư không, không biết kịp không? Rồi, Abhi là thù thắng, tiếng ta Pali dịch nghĩa là Abhi, thù thắng, dịch nghĩa là tối thượng. Tối thượng, tối thượng, vậy chứ nè, vậy hay là vô tỷ. Còn thâm mát, dịch nghĩa đó là pháp. Được chưa? Do đó, Ngài và Thượng Minh Châu, và Ngài Thượng Minh Châu là viện trưởng viện Phật học Vạn Hạnh ở bên Việt Nam. Thì Ngài dịch cái bộ này là A Di Thâm Mát Phá Sa Nhà Hát. Ngài dịch cái nghĩa là gì? Thắng pháp tập yếu lực. Đó là danh nghĩa từ của Ngài và Thượng Minh Châu. Ngài dịch cái bộ Abhidhamma Sanyaha này, Ngài dịch cái là gì? Thắng pháp tập yếu luận. Thấy chưa nè? Rồi, chúng này từ chữ thắng pháp này là Ngài dịch cái tự nghĩa là gì? Chữ A Phí là thù thắng. Và pháp, Ngài dịch nghĩa chữ thâm mắt, thắng pháp. Đúng cái tự nghe kịp không? Thắng pháp, được chưa? Rồi, tập yếu là ý nghĩa là gì? Tổng hợp, kết tập lại, tất cả tập lại, kết tập lại nên gọi là tập yếu, kết tập gọi là tập yếu. Nhưng mà cái chữ luận á thì nó không có trong từ ngữ Pali. Thành ra quý tử nghe kịp không? Nếu như là thắng pháp tập yếu thì nó ra cái nghĩa này, nó không có cái chữ luận. Luận á thường thường để dành cho các tổ ngài biết, các tổ biết nên nó chữ luận thường được biết. Nhưng mà Abhidhamma Phát Sa Nga Há này là nó không phải là một luận giải, mà này là trình bày giáo pháp cao siêu do Đức Phật Ngài thuyết giảng ở trong Bộ Tạng Abhidhamma. Chính do đó nên cái phần chữ luận nó được đặt vô trong chữ nghĩa là gì? Thắng pháp tập yếu luận là ý của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nói là một là Sa Nga Há tập yếu, Attha là nội dung để mà luận giải ra, nên đặt cái nghĩa là thắng pháp tập yếu luận. Với ngài Narada, ngài trưởng lão Narada, thì ngài dịch cái là gì? Di diệu pháp khái lược. Ngài dịch ra là di diệu pháp khái lược, cũng bao gồm cái từ ngữ là gì? Abhidhammattha Sangaha. Ngài Narada ngài dịch cái là di diệu pháp khái lược. Chưa nữa là ngài tịnh sự, ngài dịch ra là gì? Siêu lý hợp đồng. Ngài dịch ra là siêu lý hợp đồng. Do đó các tài liệu, các sử liệu về Abhidhammattha Sangaha mà quý tử có được đọc qua, được biết thấy đó là ngài siêu lý hợp đồng. Thì tôi nghe kiểm ha. Được chưa? Rồi, có một vài nơi họ dịch nữa là dịch là A Tỳ Đàm. Đó là người Trung Hoa, họ thay dùng chữ A Tỳ Đàm, tức là họ dịch nguyên âm của Abhidhamma, họ chỉ âm lại thôi, nên là A Tỳ Đàm. Cái tên nghe kịp ha. Nên chữ A Tỳ Đàm cũng là nằm ở trong nghĩa là gì? Abhidhamma. Nên dịch A Tỳ Đàm rồi cũng được gọi là gì? A Tỳ Đàm tập yếu luận. Được chưa nè? Rồi còn một vài nơi nữa họ dịch nó là gì? A Tỳ Đàm, cũng như A Tỳ Đàm giáo tài yếu luận. Họ dịch ra nhiều cái nghĩa lắm. Thế tôi nghe kịp không? Nói một cái danh từ không á, nghĩa của cái danh từ của cụ tựa cuốn sách hay là của môn học đó, có nhiều người nơi họ dịch ra làm cho nó sai biệt. Thật ra chúng ta càng hiểu được cái nội dung của chính nó là điều chỉnh hiểu, càng coi cái nội dung chính của nó là chính yếu. Còn từ ngữ hay là dịch ra thì chúng ta sẽ thấy là luôn luôn nó có
có người nhìn góc độ này, dịch ra góc độ kia, dịch ra rồi nọ, do đó cái từ ngữ nó sẽ sai chặt đi một vài chỗ mà chúng ta đọc. Tuy nhiên, đứng hôm nay, đến ngày hôm nay, cái bộ môn Arithamattasangaha này vẫn còn được tồn tại trong thế gian này, và các trường Phật học quốc giáo nổi tiếng trên thế giới như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện đều lấy cái này đó là công môn học trên cấp đại học của các Phật giáo quốc tế. Ta cũng phải coi cái môn học này là cấp đại học chứ không cái cấp tiểu học được. Do đó đó, cái giá trị của các bộ môn học mà chúng ta đang học đây là nó có một chiều sâu và cái trình độ cao mà quý vị cần phải nắm bắt được để mà hiểu lợi ích cho cái đường tu tập của mình là những ý nghĩa từ đây Arithamma là như thế nào, chúng ta sẽ tất bật đầu đi vào trong chi tiết. Vậy thì để nói tóm lại, cái môn học mà chúng ta đang học đây mang một tên nghĩa là gì? Tổng hợp nội dung vô chỉ pháp. Và quý vị đang có cái quyển sách trên tay đó, quý vị cầm quyển sách nó thấy không nè. Tổng hợp nội dung vô chỉ pháp mà cô Diệu Tâm Diệu Phú chưa in ra được đó. Cái quyển đó đó là cái quyển mà cô Tâm Diệu Phú sẽ được in ra sắp tới đây, là cái bộ môn đó nó hoàn chỉnh hơn, tại vì quyển sách này nó có những sai chính tả hay là sai gì kỹ thuật cánh máy đó, do đó nó có những điều nên sẽ chờ ý kiến tên của cô Tâm Diệu Phú á, thì chúng ta sẽ có cái quyển kia đó, đó. Thì cái quyển sách này nè sẽ thâu lại kịp chưa, giờ tạm thời mình dùng để đi, và chừng khi nào mà cô Tâm Diệu Phú đổ ý rồi đó ra sách rồi đó, mình sẽ được dùng lại cái đó. Trong mấy này trở sự thâu lại được chưa, mà chúng ta sẽ mời con vô rồi được chưa. Mấy cô mà đi vô sao đó, mấy cô có sự tính toán là mình biết không, là vì sao họ vô sao để khỏi nghe đọc quy đó nghĩa là cho nó mình để ăn đọc hậu nhiều không biết là cái cửa đấy nó đóng sau cái giờ nào hả, cửa này nó tự động nó khóa sau một giờ này. Dạ, tự động nó khóa. Rồi, cái tên môn học mà chúng ta đang học đây là môn là gì? Tổng hợp nội dung vô thị pháp. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vô tiếp nha. Rồi, cái tên môn học là chúng ta học đây là Arithamma Sangaha, tổng hợp nội dung thị pháp. Người viết ra quyển sách này, người viết ra quyển sách này là một vị tỳ khu người Áo, nghe nè, tỳ khu người Áo, tên gọi là gì? Anuruddha, Anuruddha, chúng ta nhớ hả? Mà tên gọi của vị tỳ khu tên là Anuruddha này, tên gọi Anuruddha này không phải là vị tỳ khu mà thời của Đức Phật còn đang tại thế. Ngày mà Anuruddha còn đang tại thế, mà khi Đức Phật ngày còn tại thế, lúc mà ngày viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara, là vị tỳ khu Anuruddha đó là một vị thánh tăng A-la-hán đời đó. Nhưng cái vị này có tên trùng như vậy thôi, mấy cô nghe kịp không? Mấy ông tử nghe kịp không? Nhưng mà không phải là vị Anuruddha này là vị tỳ khu của Đức Phật khi ngày sắp sửa viên tịch Niết Bàn tại vườn Kusinara. Vị này là sao? Là thế hệ sao? Cũng tên là Anuruddha nên là vậy đó. Cái tên nghe để được khỏi nhầm lẫn vị tỳ khu này mà hồi thọ Đức Phật là không phải. Tại vì cái bộ này Arithamma-sangaha, cái bộ này là một bộ chú giải, đây không phải là bộ chánh tạng mà chú giải, được chưa? Nó bao gồm có tất cả chín chương, mà chúng ta sẽ từng tự học trong suốt thời gian mà chúng ta có điều kiện sẽ chúng ta sẽ học được chín chương. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ thấy bộ Arithamma-sangaha, tổng hợp nội dung vô tỳ pháp này là một bộ chú giải còn gồm có chín chương do vị tỳ khu người Ấn tên gọi Anuruddha biên soạn ra, phải chưa? Rồi cái biên soạn ra dựa theo trên bảy bộ tạng Arithamma, dựa trên bảy bộ của tạng Arithamma, hiểu chưa? Arithamma thì cái bộ này chúng ta hãy bắt đầu để tới. Vậy thì tổng hợp nội dung chữ tỳ pháp là một bộ sách chú giải bao gồm chín chương do vị tỳ khu Ananda tên gọi là Anuruddha biên soạn ra dựa trên bảy bộ của tạng Arithamma.
xin nó rõ từng chi tiết ha. Còn mai mốt mình là bài kiểm là không có thiếu được đâu này. Không có phải là cái không làm á. Không, không làm, nghe lạ ha. Nên đó, cái này á là xin nói rõ là có ngụ ý ha, chứ không phải nói để bỏ qua nha. Nói rõ chưa? Chưa? Dựa trên bảy bộ của tạng Abhidhamma. Rồi chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi qua tới bài Abhidhamma. Như chúng ta biết khi Đức Phật Ngài còn tại thế thì Ngài không có nói qua tam tạng, mà Ngài chỉ có nói hai cái loại thể hiện pháp mà Ngài thuyết suốt trong 45 năm là Dhamma Vinaya, tức là Ngài chỉ nói pháp và giới luật mà thôi. Hai thể loại đó mà Ngài đã thuyết giảng suốt trong 45 năm trường, mà sau khi mà Ngài đã đi yên tịnh niết bàn thì thế hệ sau các chư tăng già bắt đầu mà phân tách ra làm ba bộ, tên gọi là tam tạng, ba bộ tạng. Thì họ lấy từ nó thăm má chia làm hai, và bắt đầu từ nó thăm má họ thấy căn cơ chúng sanh càng ngày khó học khó hiểu, càng ngày càng xuống, không có đủ trình độ để hiểu biết đó, thì Ngài mới tách ra làm hai. Đầu tiên là cái gì mà dễ nghe dễ biết thì đặt gọi là xuất tân tá, cái gì mà khó nghe khó hiểu đọc gọi là a phí thăm má, thấy chưa? Xuất tân tá mà ta dịch ra nghĩa là gì? Kinh a phí là vô tỷ. Chính do đó đó thì ngài các vị chú giải, các vị chư tinh văn, sau khi Đức Phật ngài viên tịch 45 năm trường ngài hoằng pháp, ngày trước còn có hai thể loại pháp là gì? Dhamma và Vinaya. 45 năm trường thì các vị chư tinh văn tách ra làm ba. Đức hàng đầu là Vinaya Pitaka. Đứng hàng thứ hai là Sutanta Pitaka. Đứng hàng thứ ba là Abhidhamma. Abhidhamma. Pitaka suốt thời gian như vậy, chữ ti là cái chấm dưới trên, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ở đây ta gọi là luật tạng, cái đây ta gọi là kinh tạng, đây gọi là gì? Vô tỷ pháp tạng. Nhanh không? Sẽ đi nhanh không? Hay là đi chậm? Thì không sẽ đi ngang đâu đúng nhịp ha, đều ha, rồi kịp. Nhưng mà Mỹ chắc là nhanh nè ha, dắt lên xuống không cái này. Mấy con mấy Phật tử học cái lớp này xong á, mình có thể mình học ba khí công được, là tại vì mình nước lên xuống nè, cái cổ mình có lên xuống nè, nó lên xuống, lên xuống nè, làm nó cái mình có dẫn khí lên nó đều có lực tại nữa, được chưa? Rồi, chúng ta đi qua như vậy. Thì suốt 45 năm Đức Phật ngày thuyết có hai thể loại pháp là Dhamma Vinaya mà gọi là pháp và luật. Ngài để lợi cho tất cả gì? 84.000 pháp môn, hay gọi là ta gọi là pháp quẩn, được chưa? Rồi 84.000 pháp môn á, ngài phân biệt ra, sau này được phân biệt ra thì luật tạng á, luật tạng nó có 21.000 vô tỷ pháp có 42.000, kinh tạng có 21.000, chung cho lại chúng ta có 84.000 pháp môn, thấy chưa? Rồi trong cái phần mà hôm nay ta học đây là quý Phật tử sẽ được học qua cái bộ mà gọi Abhidhammasangaha này, dựa trên 7 bộ của tạng Abhidhamma là gồm có những cái gì ở trong đó. Trong những cái bộ tạng Abhidhamma mà quý Phật tử được học đó, thì quý Phật tử sẽ được thấy nó có 7 bộ tạng cần thiết mà chúng ta nắm bắt được. Abhidhamma là cái bộ tạng thứ 3, nó gồm có 7 bộ, nó có 7 bộ, 7 bộ chánh yếu. Mà ngày hôm nay nếu như mà chúng ta thực tế đi vào trong chánh tạng mà học đó, không học nổi.
chưa có người nào có khả năng mà đọc thẳng vô trong đó mà hiểu hết tất cả nội dung của Bảy Bộ Tạng Abhidhamma. Mà ngày hôm nay đa số tất cả các vị chư tăng, cao tăng, những người trưởng lão, họ học, họ nghiên cứu và họ viết ra, được gọi là chú giải, thì do đó mình mới được giải đáp được, chứ không không đọc nổi. Bộ thứ nhất á, là bộ pháp tụ, bộ thứ hai là bộ phân tích, bộ thứ ba là bộ nguyên tắc ngữ, nguyên tắc ngữ. Mấy bậc tử đừng có ghi. Tại sao? Nó có tập sách hết à. Mấy bậc tử đừng có ghi xong rồi cũng đem cắt à. Đừng nghe không? Nè, tôi biết vậy đó. Nhưng mà muốn ghi thì ghi, phải không? Rồi thứ tư là bộ nhân chế, chế định. Trong sách xin giải thích hết rồi. Thứ năm là bộ gì? Bộ ngữ tông. Bộ thứ sáu là bộ sông nói. Xong nói, bộ thứ bảy là bộ pháp thu. Pháp nha, chứ không phải là pháp nha. Có một số người họ đọc lộn là pháp đó. Cái này là pháp thu. Thì tuần sau là chúng ta bắt đầu là có cái lớp học, sẽ có lớp học về pháp thu. Địa điểm sẽ thông báo sau, tại vì giờ còn đang làm việc trong cái chỗ địa điểm đó thích hợp. Thì khi mà học pháp thu á, thì quý tử sẽ học cái bộ môn thứ bảy này nè. Đó, thật chưa? Còn hôm nay là chúng ta học cái bộ chú giải của tạng Abhidhamma thôi. Chứ bộ kỳ sau đó, quý tử học pháp khú đó. Thì khi mà quý tử vô học pháp khú rồi đó, là quý tử tự bắt đầu luận giải hết tất cả các pháp. Nói chuyện nhau luận giải không? Chứ không có nói mà thông thường mình kinh tài được. Rồi, chúng ta đi qua bảy bộ. Xin tịch trình bày bảy bộ. Quý tử thấy không? Pháp tụ á. Quý tử nghe chữ pháp tụ đó, là tất cả các pháp trên thế gian này, trong tâm nhớ ấy, được tụ vào trong cái bộ này. Ngày gom hết tất cả, Đức Phật ngày gom hết tất cả lại. Lúc đó cái tự học vô cái bộ môn pháp tụ này ấy, là cái tự nói triệt thế nè, siêu thế nè, dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè, thiện nè, bất thiện nè, vô ký nè, cái tự nói trong này hết, nằm trong này hết. Thí dụ như người ta đánh mình một cái, người ta đánh mình một cái quả đấm vô trong vai mình, thì cái đó là pháp gì? Mình tâm đức là pháp bất thiện, tại người ta đánh mình hay là người ta chửi mắng mình thì pháp đó pháp gì? Pháp bất thiện, nó nằm trong phần này. Lúc đó cái tự không thấy người ta đánh mình mà cứ tự nhìn thấy pháp là thôi. Người ta chửi mình cứ tự không nhìn thấy người ta chửi mình, cứ tự chỉ nhìn thấy pháp mà thôi, pháp bất thiện mà thôi. Cứ tự nghe kịp ha. Còn khi mà pháp bất thiện á, hay là pháp thiện, hay là pháp vô ký, là pháp quả, nó kết tụ vô, chúng ta nhìn nghe thấy được á, pháp là hiện bày trong dục giới, pháp hiện bày trong sắc giới, pháp hiện bày trong sắc giới, nằm trong đây hết tất cả. Thì nghe kìa ta, pháp hiệp thế, pháp siêu thế, pháp đạo, pháp quả, pháp niết bàn đều nằm trong đây hết á, giải thích hết tất cả trong đây. Do đó nội cái quyển mà pháp tụng này xong á, quý tử học xong á, quý tử giải thoát rồi đó, đắc đạo quả rồi đó ha. Quý tử học xong cái một quyển xong là đắc đạo quả rồi đó. Còn cái chuyện mà từ thứ cấp là sơ nhị tam tứ đạo thì mình tính tới sao, quý kịp chưa? Rồi khi mà tới cái phần phân tích á, thì bắt đầu chia sẻ ra. Phân tích á, là bắt đầu mình mới chia sẻ. Thế thì khi mà pháp thiện á, loại thiện gì? Thiện nghiệp thế, thiện siêu thế. Bắt đầu nó mổ xẻ ra. Thiện gì? Thiện nghiệp thế, thiện siêu thế. Cũng như một người bố thí, có người tập bố thí, người ta để bát cho nhà sư, hay là cúng dường, in tấm kinh sách như cái tự đang làm về. Thì khi mà nói đến thiện bố thí vậy đó, thì ở đây á, có hai loại trường hợp hay là có ba loại trường hợp, quý tử phải phân biệt cái này. Quý tử thấy cái hành động người ta bố thí ấn tống kinh sách á, quý tử nói cho sư nghe, nó còn có mấy loại thiện ở trong đó không biết mà đó, cô cầm thì phố phường gặp người ta cũng dường ấn tống kinh sách á, quý cô nói chứ nè, cũng dường ấn tống kinh sách này loại thiện nào vậy, mình hỏi người ta nữa. Cô đọc không hỏi không, cô không hỏi đó là cái cô theo phong lệ gì, ta cúng dường cái ghi danh sách, ghi tên, ghi số tiền, rồi ngày giờ anh tống thì thôi. Mấy cô nghe kịp không? Nhưng mà mấy cô không thấy khi người ta anh tống danh sách đó, người ta cúng dường đó, người ta xài tâm thị nào? Tâm thị. Thấy chưa? Cái đó là cái chỗ mà quên cái phần phân tích này đó, người ta mới phân tích ra.
Đức Phật ngài phân tích ra, cái người phân tích á là người ta phân tích ra thế này, là có người ta cúng dường ấn tống kinh sách vì nhân sanh đến đạo quả niết bàn, vì phước báo nhân thiên tái sinh trở lại là người có trí tuệ, người ta có những cái ý đó đó, cái thiện đó họ làm cả. Còn mình đây á là ví dụ như thấy người ta làm cái mình làm theo, mình làm việc thiện đó không có trí nữa nè, còn làm việc thiện có trí nữa nè, à cái đó là con người ta làm vui người ta làm nè, còn mình làm theo cái trạng thái miễn cưỡng làm nè, nó không phân tích ra. Nó ra như vậy đó thì khi mà phân tích ra rõ ràng như vậy đó thì mình mới biết được cái giá trị của việc làm thiện đó đó, nó gặt hái được bao nhiêu phần trăm hay bao nhiêu điều ích ra liền, cái bộ phân tích nó sẽ giải đáp cái đó, chứ không phải là cứ tưởng nói cái trình cầu quát hết nữa. Bây giờ phân tích được chi tiết chia sẻ rõ ràng từng phần như vậy nó mới thấy rõ tại sao hai người cùng làm việc chung với nhau mà cái người này được hưởng phước báo nhiều hơn, người kia hưởng phước báo ít hơn, từ cái tác ý của họ hay từ nơi tâm của họ đang làm việc thiện đó đó, họ có cái sự tác ý chú đáo này chi tiết kỹ lưỡng hơn hay là họ là người hiểu biết là mình, cái đó đó làm cho hai người khác biệt nhau rồi đó. Thì khi này vô trong đây á, khi mà chúng ta học nắm được cái chữ phân tích này, ta học được chữ phân tích này, người ta hiểu được phân tích này đó, từ đó thì từ đây trở về sau đó ta làm việc đó ta không có ai nữa đó, mấy con nghe kịp không? Cái đường đâu, cái đường đến đạo quả của ta đó nhanh hay chậm đó ta có biết rồi đó, còn không á thì ta không biết con đường đi đạo quả ta đi nhanh hay chậm. Nếu mấy cô không có hiểu được từ đó các tác ý hay là các hành động tác nhân làm ra từ cái việc làm của mình á, thì làm sao cô không biết được gặt hái được bao nhiêu phần trăm, mấy con nghe kịp không? Hay chưa? Nãy giờ chúng ta ngồi học ở đây đó mà mỗi người học đó có cái tâm suy nghĩ khác nhau nữa đó. Học mình muốn tôi làm giáo thọ cho coi. Sư nghe. Sư nói vậy đó, nếu mình học Phật mình đó mình làm mình cứ tính toán vậy hết. Dạ không. Sư tính nhiều lắm. Sư tính nhiều lắm. Nếu mà học mà cô mà không tính là cô làm đến suốt đời đó. Nha. Sư nói với cô nghe, thì thật á mấy con ông không học mà mấy con không tính đó cũng không đó. Sư thì học sư tính nhiều lắm. À. Một ngày á mà sư bỏ công ra một giờ đồng hồ sư bỏ công ra, sư tính nè bao nhiêu ba la mặt nè, bao nhiêu phước giải thoát nè, bao nhiêu phước trí nè, bao nhiêu phước thiện nè, bao nhiêu phước còn ở trong đời nè, thì sư tính ra đó. Chứ không khi nào mà sư bỏ ra đâu. Sư là cái người tính toán kỳ diệu kinh khiếp nhất, chứ nghĩ là mát computer tính không kịp bằng sư đâu. Không, bữa nay sư nói thật, tại vì mình không bắn mà. Sư nói thật, tại vì nếu con không tính như vậy đó là mấy con đi lâu lắm, đi lâu gì trên đường ngồi. Sư con đường tính cảnh giác chứ còn lâu hơn mấy con mà giờ sư còn biết chạy kịp hơn rồi đó, bây giờ sư chạy có thể xa mấy cô rồi đó, chứ đừng có nói là mấy cô đặt thân nhân giác rồi con đi trước sư xa sư đâu. À mấy con đâu có biết hả, mấy con phải biết tính á. Một giờ tôi ngồi xuống đó là một giờ đó là phải tính ra bao nhiêu đó, một giờ sư tới đây mấy cô là sư mới tính hết rồi đó. Nãy giờ tên xe sẽ đã tính rồi. Đang chờ tôi bưng cái thùng xuống, cô Trang bưng cái thùng xuống. Và cô tiếp lại đưa điện thoại. Nghe. Bắt đầu là sư. Tại vì cái đó là internet sư tính toán sư rồi đó. Đang cắt ngang sư, trả máy liền. Xong sư cái bắt đầu sư tính. Ở ngoài đi vô. Họ bước đi vô tính phải làm mặt. Hai nữ mô đàn nà với sư. Không tính không được. Mấy cô như là cho năng, mà mấy cô cho năng như vậy là uống một kiếp, một giờ, một phút không tính không được, chắc chắn. Trước khi ngủ sư tính đó, ngủ là mình làm sao, thức dậy mình tính cái gì nữa. À, mấy cô thấy không, bữa nay nói ra cái sự bí mật này mấy cô mới thấy hết hồn á, mấy cô bỏ nhiều lắm. Mấy cô bỏ nhiều thời gian lắm, hãy tính, bỏ uống, tại vì thời gian nó không cho mình được có lại, mà mình mắc rồi đó mình lượng không được, mình không tiếc hoài sao được, mình phải đi tiếp thôi. Mấy phương cô hạ đi tỉnh mà nhất là Abhidhamma tính hơn nữa. Mấy xưa mấy cô học xong cái này xong ra mấy cô đang một cô ngồi với một hội chúng khác rồi, hội chúng khác người ta ngồi anh ba ngồi nghe pháp giống như ngồi ngó trăng bay con chó qua thẩn, còn mấy cô ngồi nghe nha chú nghe chứ nha, họ cũng không nói cậu đó mình đi xuống nha, cái đó là chủ định mà ba khác liền đúng không? Đang tính không tính không được, học Abhidhamma nhất là mấy cô học với sư là mấy cô không tính không được, sư phải thúc đẩy mấy cô phải tính
để cho lợi ích, chứ không phải tính để cho uổng tịch, cũng không uổng phí, không có mất thời gian. Rồi chưa? Rồi khi mà thân tách ra đó mình phải biết tính. Tại sao Đức Phật Ngài làm được cái này? Là Ngài tính hơn mình rồi. Sự học đây là sự học của Ngài, chứ đâu có học ai đâu. Đức Phật Ngài làm ra sự học lại thôi. Mà Ngài có ra thì mình có ra, Ngài có mình có, Ngài hưởng là mình hưởng, Ngài được là mình được. Tại sao mình bỏ qua? Với cái kia không? Mấy cô không có bỏ một môn học nào của Đức Phật hết đó. Đó mới là Phật tử. Mấy cô Phật tử, mấy cô nghe kịp không? Một pháp này mình lựa, pháp kia không học, pháp kia nào không có, pháp kia không biết, không được. Pháp nào mình cũng tin hết đó. Là nguyên chất ngữ, tất cả các pháp, nó phải, nó có bản thể của nó. Tất cả các pháp nó có bản thể của nó, hay là có cái nguồn gốc của nó, hay là nó có tính chất của nó, cái tính chất của nó, thì chúng ta phải biết cái bản này nè, cái bản thể chất của nó là cái gì mình có biết được, phải không? Bản thể chất của nó là cái gì mình có phải biết được, được chưa? Rồi dẫn chứng, ví dụ giờ chúng ta thấy, ví dụ một pháp thiện, một pháp thiện, các bạn chúng ta nói một pháp thiện tức là một pháp tốt, không nè, tức là pháp thiện là một pháp tốt, phải không nè? Mà biết pháp tốt là không xấu rồi đó, mình có đồng ý không? Pháp thiện là tốt là không xấu, mình có mặt trả lời không? Pháp thiện tốt không xấu, thấy chưa? Rồi khi mà nói tới pháp thiện mình phải tách ra làm hai nguyên chất ngữ của nó là gì? Pháp là chi? Chi cũng là pháp, phải không? Pháp là chi? Chúng ta đặt vô là pháp thiện là chi? Chi cũng là pháp, chúng ta giải đáp. Đó là nguồn gốc, khởi sanh, đưa tới, dẫn dắt. Đó. Nói cái pháp không á, là mình phải biết nguồn gốc nè, khởi sanh nè, đưa tới, dẫn dắt, chi tốt nè, làm việc làm tốt nè, tạo nè, tốt nè, cực hưởng nè, tốt nè, cái đó tôi gọi là pháp thiện. Ha, chứ chứ người ta không biết á, cho nó pháp thiện không à, thì cái nguyên chất ngữ này nó được nói tới pháp thiện là gì? Nguồn gốc của mọi việc tốt, phải không nè? Khởi sanh cho việc làm tốt, phải không nè? Đưa tới tạo ra việc tốt, dẫn dắt cái gì? Hưởng được tốt. Pháp thiện nguyên chất ngữ nó nói vậy đó, chứ không thì nó có cái nó phát hiện không á, nó còn đâu có biết, thấy chưa nè? Nguồn gốc của mọi việc tốt, phát hiện là gì? Nguồn gốc của mọi việc tốt, khởi sinh ra làm việc tốt, còn gì? Đưa tới tạo ra việc tốt và dẫn dắt tới việc hưởng việc tốt là pháp thiện. Ha, cho nó mới mấy cô thấy khi ta nói cái nguyên chất ngữ là phải giải đáp được ra cái vấn đề này, chứ còn không á thì chúng ta không có hiểu á, chúng ta nói qua thôi à. Làm việc thiện sao? Làm việc thiện ở đâu có việc thiện, chỗ nào là việc thiện, thế nào là việc thiện, làm tại sao ta phải làm việc thiện, không ai nói nữa. Nguyên chất ngữ giải thích có chưa? Rồi ở trong đời này nhân chứng định là gì? Người và trời hay là chúng sanh, tất cả được hiện bài ở tại đây. Khi mà chúng ta biết ta ở vị trí đâu, khi ta biết ta ở vị trí nào, thì chúng ta mới biết ta đang có sự sống ở tại đó. Còn khi mà chúng ta không biết ta ở vị trí nào, ta đang ở sống ở đâu, là chúng ta không có hiểu được con người chúng ta như thế. Còn quý sự nói cho nghe nè, quý tử là chúng sanh hoảng nè. Quý tử là chúng sanh giống nè. Rồi, chúng sanh chúng ta là loại nào? Chúng sanh chúng ta có nè. Chúng ta có mấy hàng người nè, mấy loại nè, chúng ta có mấy loại? 12 người, 12 tướng. Thấy không? Khi qua học trên center nghe 12, bắt đầu có 12 người đó. Thấy chưa? Các bạn 12 hàng người phải không? Chúng ta có bao nhiêu loại, chúng ta thường nghe nói, ở dưới thấp lên nha. Địa ngục phóng nè. Rồi, gọi là gì nữa? Ngạ quỷ. Rồi, gọi Atula. Rồi xuất sanh. Thấy chưa? Người. Trời nó mấy loại trời? Ba loại trời. Ba loại trời. Phật, thiên,
ba ba trời còn nghe ra nhiều hơn thêm thành phố lớn ba rồi trời dục dơ sáng nay nó nhiều sáu rồi chúng sáu rồi trời sáu lần trời dục dơ trời dục dơ sắp chơi dục lớn là ba rồi trời không ạ không có lần đầu tiên tôi nghe nó có ba loại trời ba giới ba giới nó ba hạng chứ khi ba đấy đó tôi nó ba loại trời lớn nè trên thật ra trời nó có hai hai thôi chúng ta nhớ ha trời nó có hai chư thiên ha chư thiên biết chưa rồi phạm thiên nhớ nha chúng ta nói tới trời chỉ có hai loại thôi là chư thiên dục giới và phạm thiên sắc giới vô sắc giới tôi nghe kịp không biết chưa rồi phạm thiên là có hai đó là gì sắc giới vô sắc giới còn chư thiên ta gọi là gì chư thiên dục giới rồi chúng ta ở đâu hả người chúng ta con người đúng không được chưa rồi chúng ta ở cõi con người chúng ta có cái sự liên lạc với trời với khổ khỏi khổ không chúng ta có sự liên lạc với người ở cõi trời với khổ khổ không như nè người nào có tự thấy không giữa ở đây đó là người ở chút điểm ở đây là khổ hay là khổ vui khổ vui như vậy thì ở đây chúng ta người ở ngay giữa không nè ở giữa ở cửa cái khổ và khổ vui như vậy thì người chúng ta có liên lạc với khổ khổ có liên lạc với khổ vui không có không có ha hả tôi nghĩ có tự tử gì không à nói ra đang học đây cứ nghĩ tôi làm ác đó số không à tôi nói mấy con không có ngừa nha mình có tưởng tượng nó khó còn nào không hay đó được đừng có nói nữa ha ha đúng không rồi mấy con còn làm ác không thì không thì có cổ nói tôi làm ác đó số nhất à có sự liên lạc à rồi nhớ nó bên trạng thái rồi mình ở giữa cái trạng thái người và cửa khổ và trời đúng không chưa như vậy thì khi đang ở người nhưng đang ở người đấy mà ta làm những hành động như cảnh khổ chúng ta có sự liên lạc với khổ khổ thú ở khổ đất người đấy mà ta có làm những hành động như người khổ trời thì ta có sự liên lạc với khổ trời chiếu thiên và phạm thậm chí nhân chứa định này giải thích được chưa rồi ngữ tông là những điểm tranh luận khi mà có tự hợp tới bên đây một bộ ngữ tông này nó có 500 câu hỏi và trả lời 500 câu hỏi và trả lời hỏi và trả lời ha 500 câu hỏi này tranh luận tất cả các tông phái trên thế gian này về Phật giáo tất cả các tông phái trên thế gian này về Phật giáo nó được đặt vô trong 500 câu hỏi này tôi đúng hay sai tôi đúng tôi sai anh tôi đúng anh tôi sai anh thì tông phái này tôi theo tông phái này tông phái của anh đúng hay tông phái tôi sai hay tông phái tôi đúng hay tông phái anh sai ở trong bộ ngữ tâm khi một tư học trong đây với cái bộ mà tranh luận này là quý tử sẽ được giải đáp hết tất cả mọi thắc mắc ở trên thế gian này về Phật giáo quý tử không còn thắc mắc nữa quý tử không cần lại hỏi sư tại sao có phái mật tâm sư tại sao có phái tịnh tâm tại sao có phái ba tâm rồi tại sao có phái năm tâm rồi tại sao có phái bất tâm rồi tại sao có phái bệnh tâm bệnh này tâm ra người nói đó mình phải hỏi nhiều cách lắm bây giờ mà hỏi đó còn giờ đưa cái bệnh tâm ra tập rồi bắt đầu đó mình hỏi tâm nữa mình ăn vào đó mình hỏi tâm lúc đó đó tôi sẽ đứng ra ngoài tất cả mọi cái chuyện tranh luận tranh chấp tình cãi với nhau tôi tự nghe nha rồi ở đây sông đối này rất là hay khi mà tự học tới một sông đối này là tất cả những cái câu đối chiếu nhau giống từng câu một câu nó có câu hỏi câu trả lời mà thổi một cách đối chiếu nhau về quẩn nè là xứ nè là giới nè đế tất cả nơi đó còn cái bộ thứ bảy là bộ pháp thú là cái bộ mà phát xuất ra pháp thú mấy một tự nhớ nè có một vài người đọc đó là không rõ đâu là pháp thú nhưng mà thật ra là bộ này là gọi là pháp thú phát thú tức là xuất phát ra chỗ nơi thú là chỗ nơi ta còn gọi là chú xứ
cả mọi các pháp nó được xuất phát ra từ nơi chỗ nào, chỗ nào là nơi chỗ xuất phát ra, là quý tử được học được bài, học cái môn bài này đó, là quý tử được thấy là gì? Duyên sinh duyên và hệ cơ. Thế đó đó, cái bộ thứ 7 này là quý cô, quý Phật tử mình sẽ học cái bộ này đó, là học nơi chú xứ phát xuất ra tất cả mọi sự việc trên đời này. Còn ta học là gì? Chỗ nơi xuất phát ra duyên sinh duyên hệ, phải chưa? Qua đó đó thì chúng ta hôm nay được nghe cách giới thiệu 7 Bồ Tát Abhidhamma, gồm có bộ thứ nhất là bộ pháp tụ, bộ thứ hai là bộ phân tích, bộ thứ ba là nguyên chất nữ, bộ thứ tư là nhân chế định, bộ thứ năm là ngữ tâm, bộ thứ sáu là song đối, bộ thứ bảy là phát thú. Dựa trên 7 bộ tạng Abhidhamma này, ngài Tỳ khu Ấn Độ tên là Anuruddha, ngài viết ra bộ sách chú giải tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, được chưa? Cái đánh được chưa? Vậy thì bộ môn mà chúng ta đang được học đây là bộ môn tổng hợp nội dung vô tỷ pháp, là một bộ chú giải gồm có 9 chương, được rút lại tất cả những cái nội dung chính yếu của 7 bộ thuộc tạng Abhidhamma viết ra thành quyển sách này. Tôi nghe kìa, mà cái quyển này mà tôi đang cầm trên tay này mới có 3 chương à. Tôi nghe kìa ha, chúng ta còn thêm 3 tập nữa là đủ 4 tập đó thì mới đủ 9 chương. Chương chưa, sẽ chưa cho ra, tại vì những từ chưa, chưa học tới đó, chưa cho ra, chưa cho ra hay không biết tự đọc vô đó mới tưởng theo đó, tôi đọc hoài mới chịu là học này. Giờ học tới đâu thì ra tới đó, chứ còn nếu mà cho ra sớm á, quý tử sẽ bị chi phối tự mới nói nên học cái chưa nè. Rồi do đó đó, không trong khi mà chúng ta học qua cái phần mà bộ tổng hợp nội dung vô tỷ pháp này thì quý Phật tử sẽ thấy ý nghĩa gì trong cái bộ Abhidhamma hay tạng Abhidhamma. Khi chúng ta muốn học về Abhidhamma thì chúng ta phải biết Abhidhamma nó giải đáp chúng ta 3 điều. Hay là học Abhidhamma, Abhidhamma nó giải đáp cho chúng ta 3 điều, giải đáp 3 điều cần thiết. 3 điều cần thiết khi chúng ta học về Abhidhamma, chúng ta sẽ được giải đáp 3 điều cần thiết. Thứ nhất, điều thứ nhất là gì? Cái gì ở trong ta? Cái điều thứ hai, cái gì ở ngoài ta? Thứ ba, cái điều mà chúng ta, cái chi mà ta muốn thành đạt, được chưa? 3 điều Abhidhamma được giải đáp. Học Abhidhamma, 3 điều đó ta được giải đáp. Rồi, đối với chúng ta là người Phật tử, đến chúng ta là người Phật tử, đến với Phật Pháp qua lời dạy của Đức Phật, chúng ta có những gì thắc mắc? Hỏi là cái gì ở trong ta, ta cũng thắc mắc. Cái gì ở ngoài ta, ta cũng đều thắc mắc. Và cái gì ta muốn thành đạt đấy, ta cũng đều thắc mắc. Đó là đến với lời dạy của Đức Phật, tất cả người Phật tử đến với Đức Phật đều có những thắc mắc đó. Ví dụ, khi quý tử đến, sư tập cho quý tử một cái ví dụ ha. Khi quý tử đến với chùa, đến với chư tăng, đến với nhà sư, quý tử đặt câu hỏi đầu tiên, tại sao con sống trên đời này khổ quá vậy sư? Đúng không? Quý tử nghe chương từ đó không nè? Tại sao con đến trong đời này con khổ quá vậy sư? Khổ quá, đúng không? Thì khi mà quý tử nghe, đa số quý Phật tử được nghe một số người đến với chùa hỏi khổ quá, thì quý tử nghe cái tiếng đó khổ quá có nghe quen không? Nghe quen. Quen không? Quá khổ không? Tại sao vậy? Nghe quen, sao sự nghe quen? Anh khổ quá mọi người. Anh khổ quá, rồi. Có người nói anh khổ quá nên là khổ quá. Quý tử nghe cái người đến, quý tử đến chùa thường thường nghe cái tiếng khổ này là người ta đến chùa trong cái trạng thái vui. Hả? Vui hả? Có người đến chùa vui vui nha. Khổ rất vui sao? Giờ tôi hỏi nào quý tử nè, phải từ từ lắng nghe ha, câu hỏi nè. Quý tử đến với chùa, đến với lời dạy Đức Phật, đến với Phật Pháp, ngay cả Đức Phật hiện hữu trong đời, quý tử đến ngay đó đó, quý tử thấy vui hay là khổ? À,
khổ đến trước khi học Phật pháp thì vui, khổ sau khi học được được học Phật pháp thì thấy vui. Khổ mới đi tìm Phật, khổ mới đi tìm Phật, mới đi tìm Phật pháp. Hay quá ha. Trước khi học Phật pháp thì thấy khổ, mà sau khi học Phật pháp thì vui quá, vui quá. Đúng không? Cái câu câu nói đúng không? Đúng. Ha. Ha. Thứ thì sẽ xét lại nữa. Xét lại. Cái này quá nhanh. Sư á thì sư tới tới đây này. Khi mà học Phật pháp á, trước khi học Phật pháp á, trước mà ha thì thấy khổ, đúng rồi. Theo sư á, khi trước khi học Phật pháp thì thấy khổ. Ngay khi đang học Phật pháp thấy khổ nhiều. Thế nào? Học thấy nhiều không? Học càng học thấy càng khổ nhiều không? Được chưa? Trước khi học á khổ ít. Học quá thiếu khổ. Trước khi học á, trước khi học pháp học khổ lắm, thiếu. Không thấy khổ. Bây giờ cái học nhiều lên thấy khổ quá, khổ quá, khổ sức khổ, khổ đủ thứ, khổ nhiều lên. Rồi đó, còn học hết xong rồi, học xong hết gì vậy? Giải khổ. Quá khổ. Quá khổ. Động dám thấy khổ đâu? Rồi cô nói cái là lý tưởng thôi. Thì chân cho mấy con nghe, nghe không khổ không? Nó có lên không à? Cái này nè, mới vô nè, mới đầu vô là khổ chút ha. Này cũng là khổ hơn nè, khổ quá. Xin trình bày cái lý do, mấy cô nghe kịp nha. Mấy cô chịu không? Có nghe mâu thuẫn không? Còn mấy cô thì mấy cô lại đi xuống giảm xuống em nè. Tại biết như nhiều mình nhiều quá. Khi mà ít tiếp á, ít khổ, ít tiếp á, ít khổ, càng biết nhiều á, càng khổ nhiều. Tất cả khi mà mình chưa được giải thoát á, mỗi cái gì đều sợ tội hết á, mỗi cái đều là sợ tội hết á. Khi mà không biết á, người mù làm sao làm, không ăn chung gì hết á. Nhưng mà biết rồi đó, sợ lắm, sợ tội. Cái anh mà học gì mình ngành gì về mà với trường học đó, hồi lúc anh chưa biết á, anh sống thoải mái lắm, bàn ghế giường từ phòng ốc quần áo anh tươi bóp được. Nhưng mà học xong vô di trùng, học xong nó cái dụng sợ cho nó sợ di trùng. Phải không? Rồi khi học xong rồi đó, ra đường không dám gặp ai hết, chung quanh là di trùng không à. À, mấy con thấy đồng heo, cái nghe bố khó không? Bây giờ con thấy sướng rồi không? Con thấy sướng rồi, bây giờ con có bị khô rồi, con thấy khô rồi. Càng học càng sợ, càng học càng sợ, sợ tới khi nào gì? Khi nào mình tắt đầu quả vậy đó thôi. Con tóc bụng cái hay lắm nè. Sư không có nói cái chuyện tóc tóc nữa, bây giờ sư biết rồi, giờ nói tới tóc rồi nó thường nghe rồi, tại vì mở lời ra biết sư biết mấy mặt biết sư hay nói tới cái đề đó, giờ không nói nữa và đổi đề tài khác mới là đúng phải không? Khi mà mình chưa biết á thì mình thấy khổ ít thôi. Thật sự khi mà mình còn chưa biết, mình còn tới mấy con học tới bộ chưa thứ năm người và cõi, mấy con sợ đủ thứ hết à. Sư giết ra tám bộ về địa ngục đó, tám thằng về địa ngục đó, trình bày cho quý vị đọc đó, tụi nghe tám thằng về địa ngục sợ mà kinh sách nói, giờ sư không dám sai chặt để sửa một từ ngữ nào trong đó hết á, y khuôn vậy nó sư dịch xuống y, thì cũng cô sợ địa ngục nghe lắm, rồi đã sợ địa ngục thì ngắt ngơ rồi chưa hết rồi, qua tới thằng ngạ quỷ, ui sợ còn đâu sợ nữa, ngạ quỷ còn ghê hơn nữa, sợ mà đường nào đi tới ngạ quỷ nó có hết à, đường nào đi xuống địa ngục có hết à, đường nào đi tới súc sanh có hết à, đường nào tới Atula có hết à, và mấy con nhìn ra không có con đường nào ra hết á. Tại vì sao? Đời sống hàng ngày của tụi đang sống đây đó là của tụi đang vừa tạo thiện vừa đang tạo tội, đang sống đây nè, đang sống hàng ngày đây nè, thì mấy con đang tạo thiện vừa đang tạo tội. Mấy con đồng ý cái trường hợp đó không? Chưa chắc là mấy con đang tạo thiện không một ngày hết đâu. Có tạo thiện, có tạo tội, nghĩ xấu, nói xấu, hành động xấu, làm việc xấu, ăn xấu, là tạo tác xấu, có hết á, sư cũng vậy. Khi nào chứ bất tử là gì? Giải thoát ra. Còn chưa giải thoát á, thì đừng có yên tâm lắm, chưa yên tâm lắm. Chứ tự nhiên kẹp không? Sợ lắm, sợ lắm, khổ nhiều hơn khi biết nhiều. Đúng nè, rồi khổ quá, quá khổ là gì? Chưa giải thoát. Chưa được giải thoát, khổ quá. Tại sao tôi biết như vậy mà tôi chưa được giải thoát đây? Khổ lắm mà. Thế tôi nghe kẹp ha. Giờ tôi sửa lại chưa?
Sư nói chưa? Rồi sư nghe con nghe nữa. Xin lỗi sư. Nhưng mà mình càng biết á, và mình càng học được cái tánh bỏ đó. Cái tánh bỏ hả? À, dạ, mình càng biết á, thì mình càng xả. Càng xả hả? Càng rồi. Xả được á, thì mình thì mới biết. Có lên quyển à. Mình biết được á là mình cái bị phát triển của mình thì càng ít càng ít ha, thì cái đó thì mình càng bớt khổ chứ. Ờ hay 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 đúng rồi chứ. Rồi còn mấy cô nghe ha, mấy cô nghe đúng không? Giờ mình bắt đầu học mà mình lý luận rồi đó. Sư sư cần với cô phật tử đóng góp lý luận nhau nha, tại vì học đây mình nói chuyện nhiều lắm, ra trong một cái người mình nói dành người ta nói hết luôn à, không phải mới ra mình dành người ta nói hết. Anh không biết gì đâu để nói anh nghe, mình mới muốn là dành dành hết á. Nên cái người nào mà đi mà có hai người đi chung á thì mình đỡ lo, chứ mà đi một người về dành người ta nói hết à, khó chịu lắm. Cho nên nghe kèm không? Thật chứ à? Nghe rồi. Cho nên nghe sẽ nói nghe nè. Rồi, khi mà tự làm á, khi mà chưa biết làm bất thiện nhiều, theo lý luận nè, bất thiện nhiều. Rồi là sao mà học được nhiều thì ít quá ít, ít phải không? Đúng không? Ít bất thiện đúng không? Đúng không? Và nhiều thiện không? Khi chưa học á, thì ít bất thiện, à, khi chưa học thì nhiều bất thiện, mà học rồi đó thì ít bất thiện mà nhiều thiện, đúng không? Học rồi này, cái này học rồi này, cái này cho bạn học nè. Rồi chưa? Vậy mấy cô yên tâm chưa? Đúng không? Cái điều này có quả quyết không? Học cái đầu rồi chứ. Có quả quyết không? Quả quyết nè, rồi quả quyết thì mình tính thôi đó. Nhưng mình sàng lọc mà sàng lọc. Rồi, hết bất thiện. Tới giai đoạn thứ 3, hết bất thiện. Toàn là thiện không? Đúng không? Đó, cái đó có được tu mình vậy chứ sao? Yeah, đi từ từ, thấy không nè? Thiện không, hết bất thiện không, giờ ít bất thiện, nhiều thiện. Rồi thôi, giai đoạn thứ 3 là hết bất thiện, toàn thiện. Đúng không? Thấy chưa? Có toàn thiện. Thiện gì? Thế gian. Thiện gì? Thế gian. Còn nó có hai loại thiện. À, thiện thế và siêu thế. Như thế thì khi mà quý Phật tử đang làm việc thiện này, đang làm việc thiện này, quý tự nhắm về thiện nào? Siêu thế. Cả hai, đúng không? Phải nói rõ nha, con không nói là chặt đó. Khi Phật tử đang làm việc ít bất thiện mà nhiều thiện lắm, thì cái việc thiện này là cả hai hay một cái? Cả hai cái. Tức là có vẫn là vừa tạo hiệp thế, thiện hiệp thế, vừa tạo hiệp thiện siêu thế, đúng không? Phải chưa? Rồi thế thì khi mà mình làm cả hai cái này đó, thì xuống tới toàn thiện này chẳng còn cả hai. Đi mịt mù à? Đi mịt mù, còn hiệp thế đi mịt mù. Tại có tạo ấy thì chúng mình có còn chứ đồng số hết được. Tới lúc đó mình bỏ luôn cả. Bỏ luôn, rồi xin xin bắt đầu chứ nghe thêm. Bắt đầu nghe thêm, coi là bỏ thiện hiệp thế. Giữ thiện siêu thế, đúng không? Bỏ thiện hiệp thế, giữ thiện siêu thế. Mà tu mà giữ thì là còn phải kẹt lại. Bỏ hết rồi cái chỗ chỗ rồi cái chỗ mình đi. Thấy không cái mấy cô đồng nói nữa nè. Mình làm với sự hiểu biết nhưng mà mình không phải làm với lại sự dính mắt ích kỷ và dính mắt. Làm theo sự hiểu biết. Dạ không có dính mắt đâu mà. Dạ. Trong khi mình nói cái đó mình đang dính mắt trong cái lời nói rồi đó. Dạ vâng. Do đó có phải là chưa giải thoát rồi mình còn khổ không? Dạ đúng rồi. Đi không? Chi hết rồi còn nói hoài. Đừng có nói hoài đi, nói nữa đi. Chứ không có nghe nào. Đi thôi, giải thoát rồi hết khổ. Đồng ý chưa? Dạ. Chứ còn không chịu quá. Dạ. Thì nó nói nữa. Do nói với Phật tử sẽ thấy mình biết nhiều quá mà sao mình chưa được giải thoát, khổ quá. Mấy cô nghe kẹp ha, mấy cô nghe kẹp ha. Trừ khi là nguyện chánh đẳng giác rồi, còn mấy cô trên nhân giác, mấy cô biết nhiều quá, phải giải thoát, đừng ở đời, ở trong đời này khổ lắm, ở đời cho là tam giới như quả trạch, ba giới như lò lửa, đốt cháy mình từng màu sắc ra,
ở trong đó trên chi anh giải pháp, giải pháp mà chưa ra được đó. Khổ à, tôi nghe kẹp không, tôi nghe. Do đó càng ít biết á, càng ít đòi hỏi để mau thoát khổ nhiều, ít đòi hỏi. Càng nhiều biết á, càng phải đòi hỏi mau thoát khổ nhiều, thì cái đó khổ nhiều lên. Tại vì mình muốn mau ra đi cho giải pháp lẹ. Mà chưa được giải pháp đó, ở trong đời này hiểu thực sự là chán, bạn ngủ quá, hiểu trong đời này chán. Chờ đời này chán lắm, không có gì, khổ quá, cho nên mình ngao ngán quá. Nên tôi nghe kẹp ha. Như thế này, khi mà mình tiến tu á, mình nói theo cái chương trình này, mà nếu mà được chương trình này á, là cái chương trình này á, là phải duy trì mãi mà không được sai, không được lót bỏ. Nếu mà chúng ta chỉ chởn mãi một phút giây, thắc niệm một cái, thiếu chánh niệm một cái, rất sắc mắt liền. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Mà nếu mà thắc niệm đó là mình mắc liền, thế thì ở trong đời này ai nói mình quên, ai cấm mình quên, bảo này cẩn thận vô cùng mà, cẩn thận vô cùng mà, được chưa? Do đó vậy thì bây giờ tự thế nào ra cái tâm má giải đáp gì cái gì ở trong ta, cái tự biết cái gì trong ta chưa? Ở trong người cũng tự biết không? Bắt đầu ngồi kể nha, đục phủ ngũ tàng rồi nha. Cái đó nó không tự phải thấy. Ở trong ta, cái gì ở trong ta? Ta có tâm, thân, phải không nào? Cái chưa? Ở trong chúng ta, ta có cái tâm và cái thân đó, ở trong của ta. Và cái gì nữa? Chúng ta nói tới tiêu được danh từ là gì? Chúng ta có danh và sắc. Phải chưa? Còn cái gì ở ngoài ta? Cái gì ở ngoài ta? Đối tượng là cảnh của tâm và thân duyên vào. Cái gì ở ngoài ta? Cảnh đối tượng có tâm và của đối tượng có thân duyên vào. Ta phải biết nó, ta phải biết đó. Còn cái gì mà chúng ta muốn thành đạt? Cái gì ta muốn thành đạt? Tôi nói cho tôi nghe nè. Thành đạt chúng ta muốn thành đạt cái gì? Hả? Giác ngộ trước. Một hai bạn trước, từ từ giải thoát. Từ từ. Giác ngộ trước. Nhưng cũng giải thoát liền à. Giác ngộ trước. Được chưa? Còn mới được giải. Giải thoát. Chứ mấy cô chưa có giác ngộ, chưa giải thoát đâu. Được chưa? Được chưa? Rồi, anh đây. Cái tôi biết cái tâm muốn tử không nè? Tôi biết cái tâm của mình không? Biết. Biết. Hay ha. Cái tập lâm. Cái tập lâm thì tôi không cần biết. Cái đó xin không cần biết. Cái tôi phải biết cái tâm mình không? Mình xin muốn nói với tôi nghe. Cái tôi biết cái gì trong ta, cái tôi biết cái tâm nè ha. Cái tâm của ta, có chưa? Quý tự biết cái tâm của mình không? Tự biết cái tâm mình không? Không. Không có biết đâu. Ha, quý tự sẽ thấy rằng là ai nói, con người đó họ nói họ biết cái tâm của tôi biết cái tâm tôi, cái người đó không còn biết. Tại vì sao? Đức Phật cái tâm nó nằm ở trong cái hang trú xứ của nó. Nó không có hiện bày ra bên ngoài cho ta thấy được nó đâu. Quý tự phải cảm thật. Tâm nó có hang ổ để nó nằm ở trong đó. Tới khi nó có đối tượng của nó lên, khi có đối tượng nó lên, nó mới ló hiện bài ra. Rồi lúc đó mình mới thấy cái tâm. Và lúc đó mình mới biết được cái tâm. Lúc đó mình mới hiểu được cái tâm. Và mình mới nhận định được cái tâm. Ngay đó thôi. Mà đối tượng nó thay đổi đó, cái tâm nó thay đổi theo, thì cái tâm mình cũng chạy theo. Cho nên mình mới biết cái giai đoạn này, không biết giai đoạn kế. Tiếp nó. Tôi phải cảm thấy gì đâu. Được chưa? Rồi. Phải tìm ra được cái chia trong tâm ta. Abhidhamma sẽ giải đáp hết. Cái đó là điều thứ nhất. Còn cái tự biết cái thân của cái tự chưa? Chưa. Cái tự đừng có nói là lục cũng tạng hoặc tâm hai thay trụ nha. Tôi nói cái đó là sự xỉu liền đó. Với tôi nghe kìa. Cái thân của tự nè. Ví dụ tôi đang ngồi đây ha. Thì tôi biết cái thân mình đang ngồi khoảng nè. Năm phút sau tôi biết không? Dạ không. 10 phút sau tôi biết mình không? Vậy cái thân mình không? Dạ không. Nửa tiếng sau tôi biết không? Không biết được.
không biết được. Do đó chút xíu đó mình học xong đó mình ngồi thiền rồi mình mới biết này, phải chưa? Do đó đó thì quý tử phải học Abhidhamma sẽ giải đáp được cái thân của mình hoàn toàn mình không biết được, chưa biết được. Nói về cái tôi cái ta, mình sanh sắc nó mỗi ngày, sanh sắc nó từng phút giây, mình nghĩ tưởng lo lắng cho nó từng mỗi giai đoạn, nhưng mà cái thân này ấy, nó thay đổi làm chúng ta không biết được nó. Quý tử nghe kịp ha? Thật chứ? Và những cái thành phần suy nghĩ, những thành phần nghĩ suy, những thành phần tạo tác từ bên trong, nó gọi là danh đó, mình càng mù mịt hơn nữa. Và những cái gì mà cái sắc đó, nó thay đổi từng mỗi chi tiết nhỏ, chúng ta không hiểu được nó. Thí dụ như quý tử nghe thế này, có người dở chân lên nhẹ, đó nè, có người dở chân lên nhẹ, mà có người dở chân lên nặng. Thì tại sao người dở chân lên nhẹ, mà cái người đó dở chân lên nặng? Quý tử có hiểu tại sao? Không biết được. Nó có ba loại sắc mà trong sắc pháp của người chúng ta mà không có biết đó, ta học ba đó chúng ta không biết, nhẹ, mềm và tích sự. Khi mà mình có đủ ba cái sắc pháp đó đó, mình bước đi mới thấy nhẹ nhàng, mềm mại và thích hợp cái bước chân đi. Còn khi mà ba cái pháp đó không có đó, nhẹ, mềm và tích sự đó, thì bước chân lên mình là cứng sượng, nặng nề và không có thích hợp. Do đó đó, tại sao quý tử nói người già mới mắc cái trạng thái nhẹ nhàng tích sự, người già đi tính tiếp thì lụm cụm, hay là người trẻ cũng chẳng có trường hợp đó? Không ai giải đáp được hết đó, không ai giải đáp được hết trên đó. Bước đi của mình đó, mình không hiểu được đó, còn mình không hiểu được giai đoạn này mình có, một chút xíu giai đoạn sau mình không có nữa đó. Quý tử ngồi một thời gian lâu á, chân mới tê hẳn à. Ai cho quý tử biết, hay là quý tử có thể nào biết được giai đoạn nào chân quý tử bị tê không? Không có cho biết, không ai cho biết. Và mình là người chủ của cái thân này, mình có không biết lúc nào cái chân mình bị tê hết đó, là cái này điều đó mình thấy. Còn cái thứ hai, khi mà mình bị tê đó, còn mình biết mình bị tê rồi đó, mình có được quyền đứng lên không? Không có đứng lên, đúng là té, đúng không? Có nhiều người họ ngồi thiền xong đó, họ bị tê đó, cái sư xả thiền sẽ kêu đứng lên, sẽ kêu đứng lên, té xuống cái bụng liền, té xuống con người tưởng được té nó đùng liền. Cái họ mới thấy được là gì? Họ không phải làm chủ của họ, họ không làm chủ của họ. Thì cái chính cái đó đó là cái sắc mình biết mình đang mang đây đó, là một khối nặng trên vai mà mình mang hoài mà không buông xuống. Giống như người mà mang một khối nặng trên vai mà bưng hoài đi hoài không buông xuống rồi, không hạ xuống đó. Không biết lúc nào mình mà buông nổi cái cục sắt này ra, một khối nặng xuống đây đó, không ai biết được. Do đó học Abhidhamma sẽ giải đáp được cái gì ở trong ta mà chúng ta ưu tư suy nghĩ mà chưa giải quyết được. Tôi nghe kịp ha? Còn cái gì ở ngoài ta, cảnh của tâm, cảnh của thân, làm cho tâm và thân hiện bài. Nhưng mà khi mà tâm hiện bài á, do bởi gì? Duyên nó đến mới có. Mình sẽ thấy một vật ưa thích, một vật ưa thích, một đối tượng khó chịu, không thích. Cái này mình quyết định được không? Dạ không. Hẳn là cái vật ưa thích và một đối tượng khó chịu, cái này mình quyết định được không? Trong đời sống hàng ngày. Không cho là không biết. Không biết. Có quyết định được không? Tôi sống trong đời này, tôi chỉ thích những vật ưa thích thôi, và tôi nguyện không bao giờ tôi gặp cái vật không ưa thích. Quý tử quyết định được không? Không. Không được. Rồi, cái đó không được. Không được. Rồi khi quý tử nói tôi nguyện trong đời này tôi gặp những đó tôi khó chịu, để tôi gắn pháp mạnh nại để tôi tu tập, quý tử muốn cái này đó được không? Không. Quý tử không làm được gì cả hai bên. Và bởi giá đấu, và bởi duyên, duyên nó đưa ra. Mà duyên này mình quyết định được không? Không quyết định luôn. Không quyết định được luôn. Chính do đó học Abhidhamma sẽ giải đáp quyết định cái đó. Cái chính cái đó đó, Abhidhamma sẽ giải đáp quyết định. Khi nào quyết định sẽ có vật ưa thích mà quyết định muốn mà không được, mà sẽ được. Khi nào quyết định muốn không gặp đối tượng khó chịu mà không gặp, còn sẽ được giải quyết cái trạng thái đối tượng khó chịu này như quý tử mong muốn.
được như thường, giải đáp được hết. Quý vị nghe kìa ha. Do đó Abhidhamma sẽ ra là cho quý vị tất cả những mọi thắc mắc, những cái gì mà quý tử sẽ đặt nhiều câu hỏi tại nơi đó, thì được giải đáp tất cả trong Abhidhamma nếu quý vị muốn. Coi cái chi ta muốn thành đạt nè, giác ngộ và giải thoát ở tại đây, ở đây, tại đây. Không nè, hồi nãy có nghe nè. Hai cái câu này đó là câu 1, câu 2 đó, quý vị biết hả? Cái này là câu 1, đây là câu 2, cái này là câu 3. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa nè? Cái gì ở trong ta là có ích, cái gì ở ngoài ta không nhiều, biết nhiều, không nhiều. Cái gì mà ta muốn thành đạt quá nhiều khổ, tại vì ta chưa được giải giải thoát. Thành đạt cái gì? Phải giác ngộ, giải thoát. Câu số 3 được giải đáp câu này. Được chưa? Rồi, khi nào quý tử được giác ngộ? Khi nào quý tử được giác ngộ? Bỏ hết được tham sân si. Hay quá, hay quá. Nhận biết cái tâm mình. Hả? Nhận biết được cái tâm của mình. Nhận biết được cái tâm mình nè. Nhận biết được cái tâm mình. Do đó quý tử sẽ thấy không? Cái câu đầu tiên mà người ta hỏi khi nào quý tử được giác ngộ đó, lúc đó quý tử trả lời là gì? Bỏ tham sân si. Rồi quý tử bỏ tham sân si, rồi nhận biết được tâm của mình. Phải chưa? Hay là không dính, dính mắt. Những cái câu nói đó chúng ta nghe quen lắm. Đây, chúng ta đây. Cái mà chúng ta muốn được thành đạt cái gì? Giác ngộ. Vậy thì bỏ tham sân si, phải không? Bỏ tham sân si, không còn dính mắt. Gì? Nhận biết được tâm của mình. Nhận biết được tâm. Thế thì khi người ta nói tới giác ngộ, ta bỏ tham sân si, cái gì ta muốn thành đạt? Ta muốn thành đạt là chúng ta diệt tham sân si, phải không nè? Đúng không? Ta muốn thành đạt là ta diệt tham sân si. Thì cách nào mà ta diệt được tham sân si? Cho đó ta mới thành đạt được, bỏ tham sân si được. Ta biết. À, hả? Thấy không? Rồi, tử nói là giới định tuệ. Thấy được khổ, vô thường, vô cảm. Rồi. Như thế thì cách nào mới tự tu tập thành được giới định tuệ, thành tựu? Cái này chỉ là công thức, nhưng phải tu, thành là tu. Thế thì khi mà mới tự muốn bỏ tham sân si, mới tự phải tu tập giới định tuệ. Thế thì khi nào mới tự tu tập thành tựu giới định tuệ? Thấy không nào? Cái đó chưa nói. Rồi, bây giờ nói tới không dính mắt. Không dính mắt cái chi? Bây giờ quý tử xin nói quý tử nghe. Không dính mắt cái chi? Ở trong đời mình có bao nhiêu cái dính mắt? Mùi cái dính mắt. Xin nghe xa xa rồi. Không dính mắt được hả? Quý tử ở trên đời quý tử có bao nhiêu cái dính mắt? Chung là thân và tâm. Hả? Thân và tâm là hai cái. Quý Phật tử thấy ba trên đời chúng ta có bao nhiêu dính mắt? Chúng ta dính mắt trong dính giới, dính mắt trong sắc giới, dính mắt trong vô sắc giới. Chúng ta ở trong đời chúng ta ba cái dính mắt. Dính mắt ở trong cõi trời, chúng dính mắt trong nhập giới, chúng còn trời sắc giới, chúng còn vô sắc giới. Chúng ta là trong ba cái dính mắt, còn chưa? Rồi, ở trong đời chúng ta có ba cái dính mắt mà chúng ta tìm ra. Thì đó ta gọi là gì? Ba cái dính mắt. Nhưng khi chúng ta nhận biết được tâm, tâm nó luôn luôn muốn tìm hiểu được nó đó, là phải tìm được cái chú sứ của tâm, của tâm. Những cái này làm cho chúng ta tìm ra được á, ta mới gọi là gì? Gọi là giải thoát. Mà nếu như chúng ta chưa tìm ra được đó đó, thì chúng ta không có tìm ra, không có được giải thoát. Thế thì chúng ta muốn được giác ngộ để được giải thoát, chúng ta phải làm gì? Thành đạt. Thì chưa? Nhớ định tuệ con mãi hành đạo. Mình có không dính mắc vô sắc giới, vô sắc giới cũng phải là hành đạo. Muốn nhận biết được cái tâm chúng sẽ có làm đâu, phải hành đạo thì mới có giác ngộ, mới được giải thoát. Đó gọi là gì? Hành đạo. Hả cô? Được chưa? Rồi,
Abhidhamma giải đáp chúng ta ba điều cần thiết. Cái chi ở trong ta, tâm và thân. Cái chi ngoài ta, cảnh của tâm và thân đưa vào làm đối tượng. Cái chi mà ta muốn thành đạt, giác ngộ và giải thoát, chúng ta phải hành, hành đạo, tu tập với mình. Không có con đường gì cả. Không có con đường để ta đến hành, hành đạt, được mong, điều mong cầu của ta. Được chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần A, Abhidhamma. Chúng ta đi vào phần Y, chi tiết của Abhidhamma. Abhidhamma là một tạng gồm có 42.000 pháp môn mà Đức Phật Ngài thuyết giảng tại nơi cung trời Đao Lợi vào hạ thứ bảy để độ thiên mẫu Mai Nhà. Chúng ta qua phần xuất xứ. Xuất xứ của tạng Abhidhamma. Chúng ta đi qua phần xuất xứ. Tạng Abhidhamma, tạng vô tỷ pháp, tạng vô tỷ pháp do chính Đức Phật Ngài thuyết vào hạ thứ bảy của Ngài. Ngài có bao nhiêu hạ nè? Cuộc đời của Đức Phật có bao nhiêu hạ lạc? 45. Quý vị nghe kịp ha. Ngài cuộc đời của Đức Phật Ngài có 45 hạ, đúng không? 45 hạ là xin trình bày 45 nha. Từ 1 tuổi tới 29 tuổi ở quê Hoàng Cung, đúng không? Dạ. Từ 1 tuổi tới 29 tuổi ở Hoàng Cung, 29 tuổi xuất ly và trong đường già tu tập 6 năm trường là 15 tuổi đắc đạo. Đắc đạo đâu quả. 35 tuổi cho tới 80 tuổi Ngài viên tịch Niết Bàn. Thì có tất cả bao nhiêu năm hành đạo của Ngài? 45. Thấy chưa? Chúng ta phải nhớ lịch sử họ chứ không có sai chặt được. Từ 1 tuổi tới 29 tuổi Ngài Hoàng Cung. Từ 29 tuổi tới 35 tuổi Ngài dần đường già, Ngài tu 6 năm trường đến đắc đạo quả. 35 tuổi bắt đầu đi ra thuyết pháp độ sanh. Tới 80 tuổi Ngài viên tịch Niết Bàn. Ngài sống trong đời này phụng sự Phật Pháp hay là Ngài phụng sự chúng sanh được 45 năm trường. Được chưa? Rồi, thì cái Ngài hạ thứ 7, cho hạ thứ 7, tức là hạ thứ 7 là từ ở đâu? 35 không nè, cộng với 7 là mấy? 42 tuổi. Được chưa? Lúc 42 tuổi Ngài lên cung trời Đao Lợi. Ngài lên cung trời Đao Lợi, tiếng Bali gọi là Toa Tinh Xá. Toa Tinh Xá cái còn gọi là gì? Tam Thập Tam Thiên. Có trời 33 vị vua cai quản, 33 vị trời cai quản, đây gọi là Đao Lợi là tiếng âm. Toa Đao Lợi là âm cái từ đây nè. Đao là toa lợi hoặc âm nha. Đao Lợi Thiên chứ không có đạo nha. Có một vài chỗ họ nói là đạo. Ngày tới năm 42 tuổi đó, Ngài lên cung trời Đao Lợi, Ngài thuyết độ cho Hoàng hậu Má Ma Gia. Hoàng hậu Ma Gia là chi nè của Ngài? Mẹ của Ngài. Mẹ của Ngài, vì Trả Hiếu. Ngài thuyết nguyên suốt 3 tháng của nhân loại. Rồi, Ngài suốt 3 tháng trường, suốt 3 tháng trường cho Hoàng hậu Ma Gia và 800 triệu chư thiên được tính pháp Abhidhamma. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta trở lại. Một ngày một đêm ở Tứ Thiên Vương là bằng 50 năm ở cõi nhân loại. Rồi, một ngày một đêm ở cõi Đao Lợi bằng 100 năm cõi nhân loại. 3 tháng mà Đức Phật Ngài thuyết tính được bao nhiêu phút ở cõi nhân loại, cõi Đao Lợi? Tôi tính đi nè.
một ngày một đêm ở cõi đau lợi và 100 năm của nhân loại. Một ngày một đêm ở cõi đau lợi và 100 năm của nhân loại. Mà ngày thuyết 3 tháng trừ, như vậy thì ngày thuyết được đâu? Bao lâu? Ba tháng, mấy giây? Một ngày là 50 năm. 90 ngày hả? Không dám đâu. Chứ chụp nghe nè, thấy cái tay nè, chứ không có mà tính ba tính mấy đâu. Giờ sẽ tính cho người ta nghe, đầu tiên tính ra tội nghiệp quá à. Thôi chứ, một năm nè, một năm là bằng 12 tháng đúng không? Đúng không? Báo nè, một năm 12 tháng, mà ngày chưa có 3 tháng à. 1/4 năm thôi. Tức là mới có 1/4 đúng không? 1/4 của năm à. Còn tư của năm, còn thế này 100 năm, tức là mới tính là nhiêu? Vậy là 1/400, đúng không? Tỷ lệ 1/400, thì 1/400 đến nè, thì mới tự tính này, nó gọi là năm, đúng không? 1/400 của năm, như thế thì 1/400 năm, thì chúng ta bắt đầu tính ra nữa, 400 năm. Nhưng cho 12 tháng nó ra bao nhiêu đó. Và ngày trước có 3 tháng là chưa thêm đứng lên đặt đầu bảng đó. Đó là cái dây này. Cái kẹp không? Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe, sẽ đọc từ đầu tới đuôi, rồi chút sau vừa dứt tới 4 giờ là đứng lên đặt đầu bảng liền. Bảy bộ Abhidhamma, kìa chưa? Sư có còn lắng nghe, sẽ đọc chưa? Nhất xạ. Muốn nghe kìa. Chư thiên tại sao? Để xin cắt nghĩa cho quý vị nghe. Chư thiên làm biến lắm. Xin nói thiệt. Này có chư thiên này nghe nè. Chư thiên làm biến lắm. Chư thiên không có muốn ngồi lâu đâu. Chư thiên không có muốn ngồi lâu đâu. Mà ai mà bắt chư thiên ngồi lâu đó là một điều khó chịu của chư thiên. Chư thiên không thích ngồi lâu. Chỉ có lớp học này ngồi lâu thôi à. Tại vì muốn học hát cũng ngồi lâu. Chứ còn chư thiên á, có câu chuyện thế này, đã rất một thường niên. Một hôm ở dưới cõi nhân loại, lên xuống trời đau lại, thấy rõ cái ông đó là học trò của mình. Hồi xưa mình dạy ổng, mình cho ông tu, ông làm vị tỳ khưu, hôm nay sanh trời đau lại. Gặp đại đức một đường liền, ở ngày khỏe, đi luôn. Đi mặt tiền liền. Cái đại đức một đường hóa, ô, ông làm sao lạ ha. Ông gặp mình chào cái đi luôn à. Ông có tờ tâm hổ đó. Rồi cái đại đức một đường đi tiếp tục nữa đó. Thì gặp cái ông bị chư thiên đi ngang qua, thấy rõ là ông này thì khu, hôm trước cũng là nhân loại, là học trò của mình. Là thứ hai, ông kia lại còn giơ tay lên ha, còn ông này bắt đầu đi luôn. Rồi, có một người thứ ba, đại đức một liên đi gặp người thứ ba, ngó cái đi luôn. Đem câu chuyện nó xuống hỏi với Đức Phật và Đức Thế Tôn. Nay cô lên không chờ đâu lại, một vị chư thiên, một vị thiên tử giơ tay chào, một vị gật đầu chào. Một người ngó con bỏ đi. Thì thế sao? Đức Phật nói như này, một người liên là chư thiên cũng ta. Chư thiên có đi nhờ để mất hiểu. Họ làm gì dữ vậy? Họ đi vui chơi. Họ đi vui chơi chứ. Họ sợ mình tới quấy rầy họ nữa. Do đó chư thiên không có gì giờ đâu. Nên Đức Phật ngài biết như vậy. Nên Đức Phật ngài lên nói suốt 3 tháng trời của nhân, 3 tháng rồng của cõi nhân loại chứ. Cho ông Đạo Hoàng Hậu Mai Gia và 800 chư thiên đắc đạo quả đó, với một cái thời gian một khẩy móng tay của cõi chư thiên mà thôi là đủ rồi đó. Chứ mà nói lâu đâu không chịu nghe đâu. Mà sau đó đó thì tất cả chư thiên và 800 triệu chư thiên này và Hoàng Hậu Mai Gia và 800 triệu chư thiên này thì đắc được gì? Sơ quả là từng quả thứ nhất của Bậc Thánh. Từng quả thứ nhất của Bậc Thánh ta gọi là gì? Tu Đạo Hoàng. Hay ta còn gọi là gì? Tháp Lai. Được chưa? Và ha. Như vậy thì xuất xứ tại Abhidhamma là do chính Đức Phật ngài thuyết vào hạ thứ bảy tại cung trời đau lợi cho Hoàng hậu Maya và 800 triệu chư thiên thính pháp được đắc sơ quả theo tính 3 tháng của nhân loại được sắc đắc sơ quả từ đầu kịp chưa? Và mỗi ngày của nhân loại đó, Đức Phật ngài hiện song thân, ngài hiện song thân đến với cõi nhân loại, trừng tuyên lại những tự đề, những mẫu đề thôi, cho xá lợi pháp
cho đại đức Sa Lợi Phất. Mỗi ngày ngài hiện song song, một người ngài ngồi ra trên cõi chư thiên, ngài thuyết cho chư thiên nghe, và một người ngài đi xuống cõi chỗ nhân loại, ngài nói những tựa đề cho đại đức Sa Lợi Phất nghe. Và sau đó Sa Lợi Phất hình thành ra bảy bộ Abhidhamma ngày hôm nay chúng ta có được nghe. Chứ thế thì ta học Abhidhamma này, ta biết ơn cái chi nè, ta biết ơn ai? Sa Lợi Phất. Hay không? Phải biết ơn Đức Phật. Sa Lợi Phất. Có Đức Phật, mình có Sa Lợi Phất. Mình biết Sa Lợi Phất cao một đủ. Cái tự nghe chưa ha? Do đó khi ta học Abhidhamma là ta phải biết ơn Đức Phật và đại đức Sa Lợi Phất cho ta có duyên lành được học Abhidhamma ngày hôm nay. Chúng ta nghe kịp ha? Phải chưa? Học Abhidhamma là chúng ta tìm hiểu xuất xứ. Từ đây vì sao chúng ta tìm hiểu xuất xứ không nè? Xuất xứ tại vì Abhidhamma từ đâu mà có? Đảng chúng trời đau lại để đền ơn báo hiếu cho hoàng hậu Maya và 800 triệu thiên được nghe pháp vào hạ thứ bảy, không nè, trong suốt 3 tháng trời của cõi nhân loại, trong 3 tháng của cõi nhân loại, sau đó tất cả chư thiên đều đắc sơ quả Tu Đà Hoàn hay Bậc Thất Lai. Ngày hôm nay ta học được Abhidhamma là phải biết ơn, cho nên từ nơi Đức Phật và đại đức Sa Lợi Phất chúng ta có duyên lành được học được nguyên bộ tạng Abhidhamma. Được chưa? Rồi chúng ta nắm được là ha, xuất xứ là chưa? Nội dung Abhidhamma có mấy? 7 bộ. Nội dung Abhidhamma có mấy? Có 7. 7 bộ. Bao gồm bao nhiêu pháp môn? 84 pháp. Không, bắt đầu quên hết rồi ha. Mới ra đây chưa ra khỏi lớp mà bắt đầu ha, bắt đầu lớp dạng rồi đó. Đó là dở là dạng 1 rồi đó. Đó là dạng 1 rồi. Cái mới tưởng nghe kèm ha. Xin mong rằng á, cái lớp học của chúng ta mà được chất lượng á, thì mau sau này cứ tự đứng lớp cứ giảng lại được không? Trời ơi! Xin nói pháp quẩn hay là pháp môn, bây giờ cũng gắt mắt gài xin lời nữa. Rồi để rồi pháp quẩn, pháp môn, được rồi, thì pháp môn. Nhưng mà xin muốn hỏi cái điểm chính này nè. Học xong này mấy mốt mấy Phật tử đứng lớp giải lời cho người khác học được không? Ráng thì được. Được không? Mang cái mặt sư theo hả? Sư hỏi một cách chân tình nè. Seriously nè. Cứ tự sau cái này cứ tự đứng lớp cứ giải là được không? Được. Đem cuốn sách theo. Được chưa? Bao nhiêu phần trăm? Dạ, 100%. 1%. Rồi học tiếp. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu vô phần điểm học nè. Cứ tự coi qua cái phần học ha. Chúng ta đi vào những đề học. Bất cứ chúng ta tự nhớ ha. Đây xin nhắc chúng ta. Bất cứ khi chúng ta học bất cứ một bộ môn nào hay là một tạng môn nào, luôn luôn người mà viết cái bộ kinh đó đó luôn luôn lại bái tam bảo, nhớ nha, luôn luôn có cái trạng thái tôn kính tam bảo. Nên cái bộ kinh mà chúng ta đang học đây là tổng hợp nội dung vô điều pháp phần đầu của chương học mà chúng ta đang học đó, cũng không có ngoại lệ. Đảnh lễ cho Phật bảo, đảnh lễ pháp bảo, đảnh lễ tăng bảo là chúng ta. Trong khi chúng ta vô trong quyển sách kinh đó thì chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Bất cứ bộ môn học nào mà chúng ta đi vào sự học hỏi đó thì chúng ta cũng đều thấy là gì? Đặt giá trị đầu tiên là gì? Phải biết lễ bái tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Cứ tự nghe kịp ha. Rồi Phật bảo là chi nè? Phật bảo là chi? Chúng ta nói cái Phật bảo là chi? Hả? Đức Phật. Phật bảo là trí tuệ của Đức Phật. Trí tuệ của Đức Phật. Rồi, Phật bảo là chi nè? Mới ngày hôm nay một hỏi Phật bảo nó cũng đúng bóng đó nè. Phật bảo là chi? Nghe Đức Phật, giờ xin nghe rồi, Phật bảo. Nếu mà quý Phật tử nói Phật bảo là Đức Phật á, là chúng ta chỉ nói cái này thôi.
thấy không? Mấy tên đấy nha, tiếng Pali nó rõ lắm. Để xem chúng ta sẽ mới nghe. Vô phá Chí Đức. Vô phá Rá Tà Ná. Nó dịch, dịch ra rõ ràng á thì chúng ta mới thấy là Phạt Bảo Phút Thá Rá Tà Ná mới thấy là Phạt Bảo. Còn nếu như mà chúng ta nói Đức Phật á thì chúng ta nhớ Đức Phật là Phút Thá thôi, chứ không nói Phật Bảo. Do đó khi chúng ta đảnh lễ Phật Bảo là chúng ta phải biết đảnh lễ ăn ăn đất của Ngài, của Đức Phật. Nhớ ha, chứ không cũng tự lầm lẫn á. Nói tới Phật Bảo là chúng ta phải biết đảnh lễ ăn đất của Phật. Còn nói tới Pháp Bảo là chúng ta phải biết đảnh lễ ăn đất của Phật. Nói tới Tăng Bảo chúng ta phải biết đảnh lễ ăn đất của Tăng. Nên gọi là Phật Pháp Tăng Bảo Tam Bảo. Nhớ nha. Như vậy thì khi ta nói tới đảnh lễ Đức Phật là ta phải biết đảnh lễ ăn đất của Phật. Vậy thì mỗi khi mà ta đảnh lễ Phật với một hình tượng, hẳn là với một hình tượng giấy hay tượng bằng cốt, bằng đá hay bằng sắt hay bằng kim loại, chúng ta phải đảnh lễ gì? Ăn đức của Ngài, chứ không phải với cái hình tượng chúng ta đang có đảnh lễ. Vậy là có ý nghĩa của việc lễ bái. Nếu mà chúng ta đảnh lễ như vậy đó thì mới có giá trị của việc lễ. Còn không á, chúng ta chỉ tạo ra một cái hình thức như gì? Lễ lại, và không có giá trị của phước báo. Dạ, nghe kẹp chưa? Dạ. Anh nha. Vậy gì thì khi mà ta học Abhidhamma là ta học hiểu được cái việc pháp thiện. Thì trong cái pháp thiện, trong khi ta đảnh lễ Phật thôi, đã khai khác nhau rồi đó. Xưa nay chúng ta cứ đảnh lễ một cái tượng Phật, một tượng Phật đẹp, bằng giấy, bằng tượng, bằng cốt, bằng tượng, bằng hình, hay là bằng cẩm thạch, hay bằng kim loại, đúng không? Chúng ta chỉ đảnh lễ hình tướng thôi. Thì ta không đánh lễ pháp tạo, không đánh lễ ý nghĩa và ân đức của cái tượng Phật đó, hay là hình ảnh tượng Phật đó. Vậy thì giữa sư đang cú xuống đánh lễ và quý Phật tử cũng cú xuống đánh lễ, giữa sư và quý Phật tử khác nghe chưa? Giờ giống rồi. Chúng tôi cái giải thích xong rồi cũng đang giống rồi à. Chứ hỏi cái câu nào trả lời câu đó thì hai đường ngang từng người bắt trước theo. Trước khác nay giống, giờ giống. Khác nhau không? Hay là giống nhau? Trước khác, giờ giống. Nghe từ từ đi nè, Sư đánh lễ Đức Phật, sư cúng sư đánh lễ Đức Phật. Sư cúng sư đánh lễ Đức Phật, cùng nhau lên một cái ngôi chùa cũng cúng sư đánh lễ Đức Phật đó. Thì sư đánh lễ, quý một cái đánh lễ, hai cái giống nhau hay khác nhau? Thấy, bây giờ mình mổ xẻ nè, từ đó chúng ta tưởng thấy cái giá trị của học nè. Sư cố sư đánh lễ Đức Phật, quý tử cố sư đánh lễ Đức Phật. Thì sư với quý tử, phước báo của sư và quý tử, cái nào giống nhau hay là khác nhau? Khác nhiều nhau là dạ khác rồi. Sư nhiều hơn. Sư nhiều hơn. Sư nhiều hơn. À, sẽ nhiều hơn không? Chắc chắn rồi. Như thế thì mỗi một lần như vậy đó, mỗi một lần vậy sẽ đi 10 chùa, sẽ đánh lễ 10 lần, quý tử đánh lễ 10 lần, sư ứng xử cách xa nhau nhiều. 10 lần. Hả? Mà như vậy là sẽ trả xa quý tử nhiều không? Nhiều. Rồi thấy chưa? Giờ bắt đầu quý tử bé sẽ sợ cái chỗ cái hình thức hay là cái phần mà gọi là nội dung. Chỉ cái đó thôi là đã không cần phải thua rồi đó. Thấy không? Dù rằng sư thích là nhanh nhát. Bây giờ cái nói sư là xa lắm, còn lâu lắm, mực mù luôn. Nhưng mà mỗi phút giây sư chạy 1.000 lần, mỗi phút giây sư tự chạy có 1 lần à. Thì sư chạy không có 999 lần rồi. Bây giờ nghe kịp không? Chỗ đó, từ đây về sau, mà khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta phải nắm được cái nội dung, chứ đừng có nắm cái hình thức, để chúng ta gặt hái chất lượng nhiều hơn là hình thức trong số lượng thôi. Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu. Một chút, nhưng bây giờ mới hiểu hả? Một chút là người ta khác nhau, một chút là khác biệt nha. Rồi bây giờ cứ ngồi xuống hai người cố xuống đỉnh lễ nha. Hai người cố xuống đỉnh lễ, đừng nói là sư nữa, giờ bỏ sư ra ngoài. Hai người xuống đỉnh lễ, một người đỉnh lễ trong trạng thái hiểu biết và một người đỉnh lễ trong trạng thái có không có hiểu biết, khác nhau rồi không nè. Còn người đánh lễ trong trạng thái vui mừng và người trạng thái đánh lễ trong trạng thái thản nhiên bình thản, hai cái nó khác nhau nè. Cái nào phước nhiều? Vui mừng, vui mừng, hoan hỷ. Thấy nè, quý tử thấy không nè,
cứ tới nơi một cái ngôi chùa, ông sẽ dắt một đoàn đi hành hương tới cái ngôi chùa, cho nên lễ phát tiền, để nhà vô nên này, chọn vô bác sĩ, vô bác sĩ, còn vô bác sĩ, còn người ai vô bác sĩ, đi ra, thì cũng cái tử giữa hai người đó, người nào có cốt, người nào có phước, người nào có cốt nhiều, người nào có ít, cho chúng ta có cấp số ở đó. Thấy là có phước, anh à, hồi đó cho nó đó, một cái người bắt đầu sai, sai biệt, mỗi một hành động chúng ta sai biệt, mỗi quốc gia chúng ta khác biệt, chúng ta tách ra xa thì xa. Nên Đức Phật ngài nói, xa thì là xa, giữa mặt đất với bầu trời, xa thì là xa, giữa bờ đại dương này với bờ đại dương kia, và xa thì là xa, giữa một người có tâm thiện với một tâm bất thiện, xa thì là xa, chúng sanh hiện hữu từng các cõi giới xa với nhau nữa, xa nữa và không có so sánh được, chúng sanh được ở trong đời, chúng sanh được giải thoát. Tới cái chuyện không có đo được, không có một cái thước đo nào đo được hết á, thấy chưa? Vậy thì uổng cho mình ha, giờ mình đã hiểu ha. Như thế thì khi có tự đảnh lễ Phật hay đảnh lễ ăn nước có bạn ảnh à, với đây đảnh lễ Pháp hay là đảnh lễ ăn đức của Pháp, đảnh lễ Tăng hay là đảnh lễ ăn đức của Tăng, hiểu chưa? Phải chưa? Ăn đức của Pháp, tại sao Pháp không có ăn đức gì mà chúng ta phải đảnh lễ? À, hiểu chưa? Rồi, ăn đức của Phật, ngày có bao nhiêu ăn đức? Ba. Ngày có bao nhiêu ăn đức? Ba ân đức. Rồi nói. Ba ân đức. Đức trí và đức phước. Được chưa? Rồi, cứ tưởng không có biết được ông đức có Phật đâu thì tội mình đó đó. Trí đức, phước và trí giác. Trí đức, trí giác. Được chưa? Rồi, cứ tưởng qua thứ nhất đó. Nếu mà nói rộng ra thì có chín, nói hẹp thì có ba. Giới đức, trong, trong sạch. Vì nước, vì mạng nước chúng sanh và chi đức thụ, thụ thân. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, ăn đức của Pháp Bảo nó có hai. Thấy chưa? Ăn đức của Pháp Bảo có hai. Pháp học và Pháp hành. Pháp thành và Pháp quả. Ăn đức của Tăng có hai. Phạm Tăng và Thánh Tăng. Được chưa? Hiểu không? Hiểu không? Bạn nhân mặt còn sợ chứ. Bạn nhân mặt chứ. Bữa nay hiểu ha? Thật chứ? Đảnh lễ Phật vì Ngài giới trong sạch. Đảnh lễ Phật vì Ngài có lòng thương chúng sanh, vô lượng vô biên. Đảnh lễ Phật vì Ngài có trí tuệ thù thắng, không ai sánh bằng. Đảnh lễ ăn đức Phật thì ta gọi là đảnh lễ Phật Bảo. Đảnh lễ Pháp Bảo là đảnh lễ Pháp còn có hai hạng, hai loại là gì? Pháp học, pháp hành. Pháp hành thì pháp quả. Nương vào pháp học chúng ta mở mang trí tuệ, nương vào pháp hành đưa đến tất kết quả gì? Đạo quả chuyên thành. Thành đảnh lễ Pháp, Pháp Bảo. Đảnh lễ Tăng Bảo còn có Phàm Tăng và Thánh Tăng, người đến thừa hưởng và đang xiển dương chánh pháp của Đức Phật cho hàng tử chúng. Tại đó đó đảnh lễ Tăng, Tăng Bảo. Thôi chưa? Và ha, nên biết thêm rồi ha. Rồi, chuyện này từ đấy về sau á, sư cú xuống đảnh lễ Phật, còn quý Phật tử cũng cú xuống đảnh lễ Phật, hai bên giống nhau không? Giống. Dạ giống giống. Học xong giờ dân hỏi cũng không nhận chưa chịu đâu, có gì có cái gì khác này. Dạ chưa. Rồi giờ sư hỏi lại lần nữa nha, cho sư hỏi lại lần nữa nha. Giờ sư và quý Phật tử cùng xuống đảnh lễ Phật, hai bên giống nhau hay khác nhau? Giống mà khác sư. Giống như khác. Giống nghe. Giống cái tướng cái tâm khác. Sư, con có nghe ở trong kinh nhỉ? Cái hạt muối, cái Đức Phật cho một tấm muối vô trong một cái ly. Chứ mà nói là đây là mặn hay là nhạt, thì nó rất là mặn. Và Đức cũng một cái tấm muối nó cho Đức Phật cho vào cái chung, thì Đức Phật mặn hay là nhạt,
chúng ta thì với thầy cả đời đó là nhà. Thì nếu sư mà đành lễ cúng dường đức Phật thì cái đức của sư lớn hơn của chúng con thì nó nhiều hơn. Nhiều không? Cậu cứ tưởng là nhạt phải không, là yếu hơn, ít hơn. Dạ. Phải không? Đúng không? Chưa chắc. Chưa chắc đấy chứ. Tức là khổ hơn sư đó. Chứ là tình tâm chứ phải không? Mình phải coi trên cái... Dạ sư nghe. Anh dùng cái tâm thôi. Cái tâm thiệt. Cái tâm thiệt. Dạ. Có khi khác, một cái gì giống. Mà có khi là suy nhiều hơn mà cũng có thể ít hơn. Ít hơn thì cái tâm này, thì cái tâm của mình. Cái tâm, cái xuất sinh của mình. Dạ, thì nghĩa là mình phải khai cái tâm này. Dạ, sẽ như nhầm cái lúc mà sư đang ngủ mà nó buồn ngủ quá. Ai bắt sư tay lạnh lại chứ sư buồn ngủ quá thì làm sao mà có. Nè, không chẳng hơn. Cái tâm này là tâm ngủ được. Còn cô đã tỉnh thức. Cô đang làm là chân chân anh. Vậy nè, cái đó đó, quý vị thấy không? Vậy thì, cái đó cho chúng ta sẽ thấy cái tâm sẽ trả lời tất cả mọi vấn đề qua hình thức, phải không nè? Khi mà mình nói cái hình thức á chỉ là bên ngoài, nhưng mà cái bề hộ bên trong á, cái nội dung á là cái điều chính. Thì nếu Abhidhamma dài đá điều đó thì chúng ta bắt đầu đi cho trọng nội nội dung, thấy chưa? Thì trong khi mà chúng ta cho bất cứ một bộ môn nào thì chúng ta đều đạt học cái gì, hãy lễ bái tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Trong phần đầu của quyển sách đó đã có trình bày, phải chưa? Rồi chúng ta đi vào trong phần chính, ở trong nội dung của bài học đầu thứ nhất. Học chương thứ nhất á, thế nào? Chúng ta học chương thứ nhất. Chương thứ nhất là chương nói về tâm tổng hợp. Người ta gọi là tổng hợp tập tâm. Tiếng Pali gọi là Citta Sangaha. Sangaha chúng ta đã học qua rồi, pháp là tổng hợp. Citta là tâm, nên người ta gọi là gì? Tâm tổng hợp. Tâm tổng hợp. Học đầu tiên hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào trong chương 1 của bộ môn tổng hợp nội dung cho thiền pháp. Chương 1 nó gọi là gì? Tâm tổng hợp. Được chưa? Rồi. Chứ khi chúng ta muốn đi vào trong phần tâm tổng hợp á, nó có những phần phải giới thiệu bên ngoài. Cái thì bên ngoài đó là như thế nào? Xưa nay chúng ta nói chúng ta học Phật Pháp. Đúng nè, ta là học Phật Pháp. Như vậy thì khi ta nói tới Pháp, tiếng Pali gọi là Dhamma, thì chúng ta dịch nghĩa đó nó là gì? Là Pháp. Pháp là chi? Thì chúng ta sẽ giải đáp là chi? Pháp là chi? Chi cũng là Pháp. Nghe thấy nó hơi khôi hài phải không? Chi cũng là Pháp. Được chưa? Trạng thái Pháp là sao? Trạng thái của Pháp là sao? Thì chúng ta trả lời gì? Là sao? Cũng là trạng thái của Pháp. Được chưa? Đó là câu thứ hai. Câu thứ hai, ba. Định nghĩa một pháp như thế nào? Định nghĩa một pháp như thế nào? Thì chúng ta trả lời là gì? Có bốn ý nghĩa được gọi là một pháp. Được gọi là pháp. Thấy chưa? Rồi, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba, thấy chưa? Thấy chưa? Pháp là chi? Chi cũng là pháp. Trạng thái của pháp ra sao? Ra sao cũng là trạng thái của pháp. Định nghĩa của một pháp như thế nào? Có bốn ý nghĩa được gọi là một pháp. Rồi chúng ta kể ra, có bốn. Thứ nhất, một pháp được gọi là phải có bốn ý nghĩa. Thứ nhất, trạng thái, thận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết. Nhân cần thiết. Khi mà chúng ta muốn định nghĩa một pháp là chúng ta phải có bốn yếu tố này hay là bốn ý nghĩa này mới được gọi là một pháp. Bốn ý nghĩa được gọi là pháp, thứ nhất là trạng thái của pháp, phận sự của pháp, sự thành tựu của pháp và nhân cần thiết của pháp.
là chiên. Nó có bốn ý nghĩa đó mới được gọi là một pháp. Rồi ha. Rồi giờ chúng ta bắt đầu đi vào thực tập nè. Xem xong chưa? Biết được xem chưa? Nãy giờ chết nhiều chưa? Chưa hả? Chết chưa được chết nữa. Hả? Hai năm rồi chết rồi. Có một số người ta chưa chết. Là một chút miếng tiếp nó chết mà. Như là cô Trang, cô anh Tâm là một lần một kia. Chứ giờ đâu có chết đâu. Chết chưa? Rồi bắt đầu chúng ta đi vào thực tập nè. Rồi chúng ta đi thực tập. Ta cho một ví dụ nè. Pháp là chi? Chi cũng là pháp. Thì bắt đầu chúng ta lấy một ví dụ. Cái bàn. Cái bàn có phải là một pháp không? Phải. Cái bàn có là một pháp? Dạ. Hẳn nè. Cái bàn, cái ghế, cái con ngồi. Đâu nè, sợi tóc cũng là một pháp. Được chưa? Rồi cái bàn. Pháp là chi? Chi cũng là pháp. Giờ mình nói cái bàn phải là một pháp không? Mình trả lời thứ nhất là phải, cái bàn là một pháp. Được chưa? Còn thứ hai, trạng thái của bạn ra sao? Thì bắt đầu một câu quý tử với bạn là gì? Hãy muốn mô tả cái bạn đó nha. Thì mình bắt đầu mình muốn mô tả cái bạn, trạng thái của bạn ra sao? Vuông, dài, tròn, bảo là hình chữ nhật. Đúng không? Cao, thấp. Đó nè. Đó là cái bạn phải tả cái được. Trạng thái có pháp ra sao? Thì người ta nói cái bàn nó vuông, cái bàn nó dài, cái bàn nó tròn, cái bàn nó chữ nhật, cái bàn nó cao, cái bàn nó thấp. Được chưa? Rồi giờ sư nói cho quý tử quen rồi ha. Được chưa? Rồi bây giờ sư đưa qua bên đây, sư cho thí dụ để chúng ta thực tập liền. Cái răng phải là cái pháp không? Cái răng cái tóc là tóc con người, đúng không? Rồi cái răng có phải là pháp không? Phải, để cái pháp vô. Rồi, cái răng cái sao? Cái tụng là tình tả. Đúng không? Tụng là tình tả. Cứng. Cứng, tự nhiên cái răng cứng. Cái đó, cái gì thế không? Đó, là cái tụng bắt đầu tình tập rồi đó. Được chưa? Rồi, cái răng có phải là không? Phải, để số 1 vô. Phải, đó. Chẳng thấy cái răng cái sao? Bắt đầu có tình tả vô cái răng. Răng dài, răng vuông, răng nhỏ. 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 Răng cái con nói xin chân nhẹ nhàng gào trên dân bản đó. Bạn chưa? Cái chứ cái không được. Rồi, trạng thái của răng. Bây giờ mấy con nói sao răng nè. Răng sao? Giờ nhà sĩ cũng nói được nè. Nhà sĩ cũng nói được. Còn cái đèo bên nhà nghề nghiệp cũng có được nè. Rồi, cái trạng thái của răng nè. Mấy con phải tả cái răng chứ. Vuông, phải không nè? Vuông, trạng thái răng là vuông, phải không nè? Có khi nào kiểu tròn không? Cái nào đó mày nó cho cái nó tròn nó không rồi sao thì nó từ cái nghiệp đó tôi ta nè nè tròn nè rồi chưa cơ béo nè mòn nè sâu cái nó sâu quá cái nó sâu đó cái chậu cầu đó mới là sâu đó sữa. Đen nữa mấy đâu cái đó mới cô tặng bác đây là tả đó mình thấy chưa cái răng cũng là một pháp được chưa rồi cái miếc đúng không là được không được chưa cái miếc là một pháp được chưa mất ký là một pháp được chưa rồi ví dụ nữa thiện là một pháp bất thiện là một pháp tham là một pháp sân hả sân là một pháp si là một pháp hiểu chưa nè hiểu chưa rồi ha tất cả đều là pháp như vậy thì khi ta nói pháp là chi cũng là pháp
trạng thái pháp ra sao, ra sao cũng là trạng thái của pháp đó, được chưa? Rồi bắt đầu chúng ta có định nghĩa một pháp, nó gồm có bốn: trạng thái, hành sự, hành tụ, nhân cần thiết. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong nè, cái bàn. Đầu tiên cái bàn chúng ta nói nè, trạng thái của cái bàn là gì? Vuông, đúng không? Dài, cao, đúng không? Đúng không? Rồi quý tử không thể nào nói dù vuông mà thành chữ nhật được hết á. Mình đã là cho đúng nè, vuông, phải chưa? Dài cũng không để nói là ngắn được á, đúng không? Mình đã nói cao thì cũng nói thấp được á, phải chưa? Vuông dài, cao, phải chưa? Đó là trạng thái. Thần sự của các bạn là gì? Đó, bắt đầu cái thần sự các bạn. Thần sự các bạn là gì? Để làm để tu, để đồ, các bạn để đồ. Thì nghe rất lạ ha, cái bàn đâu có để đâu hả? Để laptop, để laptop. Thật sự cái bàn để làm gì? Để viết, đúng không hả? Đúng không hả? Ông để viết để đựng đồ rồi. Khó quá rồi, thôi đựng đồ rồi, cho vừa lòng. Cái bàn trạng thái cái răng mình nói vuông tròn ngắn mòn rồi ha. Rồi hành sự của nó là gì nè? Cắn nhưng mà nuốt không cũng được cái ăn nữa đó. Cắn xé nhai bỏ bỏ nuốt con này rồi đó, cho nó chính xác chứ không cắn xé nhai nuốt đâu, khó ghê vậy. Hay ha, đó chứ mới có nghe kịp ha. Rồi ra tiền thì cái viết ổn ra trạng thái của cái viết là sao, thế là dài ngắn, thấy không? Là chúng ta biết thật sự cái viết là gì, dùng để vừa lọc rồi đó, vậy dùng cái bẻ nó rất là dễ nè, dạt bài lên ra cắn đó, cắn cái gì cái ra cái bài đó là rồi sao lại nhanh nhiều quá rồi, rồi chưa rồi xong rồi, rồi thành sự của nó là dùng để viết về đỉnh đầu rồi chưa, đồng ý chưa? Rồi thành tựu của nó là gì, thành tựu của nó là gì? Đầu không bị đó góp xuống, đồ không góp xuống, đúng không? Để cho nó không góp xuống đúng gì nữa, được chưa? Nhớ nè, thành tựu của nó gì? Đồ để trên bàn, không có góp xuống, không có đổ xuống, không có mắc, phải không nè? Rồi, nhân cần thiết của nó là gì? Nhân cần thiết của nó muốn tạo ra được cái bàn, phải có cái nhân, những yếu tố cần thiết của nó thành ra cái bàn. Gỗ, đinh, gỗ, người đóng, ngồi gì nữa? Đinh, người gì nữa? Người đóng. Kèo, thờ, phải có thờ, không có mẹ được hả? Được chưa? Rồi mới có ra được chưa? Ra được cánh chứ ha? Rồi, rồi cái phần sự của cái răng là cắn xé nhai. Rồi thành tựu của răng là gì? Gì? Trời ơi! Đàn người duyên dáng thôi. Ủa? Chứ nha, tụi chú đọc qua duyên dáng là gì đó. Làm cái dịch thật bị cắn, nét nha, cái là nghiền nha, lễ nha, rồi đó, tan nha, cái tự nhiên duyên dáng thì nó là gì? Như thế thì thật sự cái răng nó làm duyên hết được, rồi phải đọc người duyên dáng lên. Cái đó cả chứ! Đúng không? Còn đó là đúng à, thấy chưa? Sự thành thụ của cắn xé nhai thì là gì? Nhân thực bị bể nhuyễn ra, đúng không? Rồi chúng ta phải kề chứ đừng nói làm duyên dáng à. Nhân thực bể được bể nhuyễn ra, được nhuyễn bể nhuyễn
ra, đúng không? Cần chưa? Yếu tố nhân cần thiết nó là gì? Phải có cái nhân nào sinh ra cái ra? Là cái chemical, phải không? Đây cái này cũng giả mà. Thực phẩm, thuốc. Calcium mà. Calcium. Có cái chất dồi. Rồi chưa? Còn gì nữa? Máu. Gân mạch hả? Tủy ra là máu đó, gân, gân máu. Rồi vân vân. Rồi có con. Phải giữ gìn. Con người đó. Không có con người thì không có gan được đâu. À, được chưa? Rồi, cái đó của tình gan được đó là. Được chưa? Hả? Hả? Chó nói con. Chó cũng gan nữa. Rồi bắt đầu phải đổ gan. Tại vì sinh nó có con người, nó có gan. Giờ ba con chó cũng có gan nữa. Sinh mà kể tiếp là người là chó. Em có bắt mấy sự cũng cái lớp học này chuyên sâu rồi nha, lớp học này chuyên sâu, không thể thiếu sót một câu nào hết trơn đó, được chưa? Được chưa? Rồi chưa? Và được rồi. Rồi tới cái viết của mày tên nào nè, đúng không? Ấn sự cái gì để viết, phải không nè? Sự thành tựu nó gì? Nghĩa những ý nghĩa của những sự viết được hiện bày trên tờ giấy, đúng không nè? Còn yếu tố nhân sinh ra cái viết là gì? Phải có người tạo ra, đúng không? Phải dùng dụng cụ của nó cần thiết để ra cái viết đó. Có cái thành còn rồi như vậy thì khi mà nó tới phát hiện là một pháp, đúng không? Phát hiện là một pháp thì phát hiện đó, trạng thái phát hiện là gì? Là tốt, đúng không nè? Là lành, đúng không nè? Đẹp, đúng không nè? Đúng không? Là những cái đó là thiện, đúng không? Thật sự của thiện là gì? Thật sự của thiện là gì hả? Trạng thái của thiện là tốt, lành, đẹp. Thật sự của thiện là gì? Đó. Còn thật sự của nó là ngăn cản điều xấu, đúng không? Ngăn cản điều xấu, điều không tốt, không nè, đó là thật sự của nó, không nè, đó là thật sự của nó là ngăn cản điều không tốt, điều xấu, phải chưa? Sự thành tựu là gì? An vui, không nè. Sự thành tựu của nó là gì? Được an vui, hạnh phúc, không nè. Nhân cần thiết của nó là gì? Hả? Nhân cần thiết của nó là gì? Phải có trí tuệ, đúng không? Hả nè? Nhân cần thiết là phải có trí tuệ để mình biết làm được việc thiện. Nếu không có trí tuệ, mình không biết làm việc thiện. Do đó, nói tới phát hiện cũng là một pháp. Thì những cái trạng thái, thật sự thành tựu mà nhân cần thiết được giải đáp, được định nghĩa, đó là một pháp chúng ta được nắm bắt được. Được chưa? Từ đây về sau chúng ta nói pháp là chúng ta đang nói tất cả bao gồm phải bốn ý nghĩa đó mới thành tựu một lần pháp của mình nói có ý nghĩa. Tôi nghe kịp ha? Khi nào chúng ta nói một pháp mà không bao gồm đủ bốn ý nghĩa đó thì cái lời nói của ta chưa trọn vẹn, chưa thành tựu một ý nghĩa của lời nói mình có giá trị. Tôi nghe kịp không? Hãy làm việc thiện đi. Thì người ta đặt câu hỏi chứ, hãy làm việc thiện đi, cái đó là một pháp không sư? Thì phải, pháp đó trình bày như gì nhỉ? Bắt đầu phải giải thích trạng thái, thật sự, thành tựu và ý nghĩa gặp nhân sinh cái đó. Thấy chưa? Cái tụi mới nghe kịp ha. Ngồi thiền đi, khi ngồi thiền đi thì ta hỏi ý nghĩa là thiền là chi nè? Ngồi thiền là pháp không? Phải. Ngồi thiền là một pháp. Trạng thái ngồi thiền là sao? Thật sự ngồi thiền là sao? Sự thành tựu ngồi thiền là sao? Và nhân sanh cái thành thiện của việc thiện nó ra sao? Chúng ta phải nói rõ gì mới thành tựu một ý nghĩa của một lời pháp mình cũng nói tới. Chúng ta nghe kịp ha? Được chưa? Đúng vậy. Khi mà Phật tử đi vào pháp hành, khi tưởng là đi vào pháp hành, mà khi Phật tử nghe một pháp, hay Phật tử đang nghe một âm thanh, cho sẽ hỏi nè. Khi Phật tử đang pháp hành, Phật tử đang đi thiền hành, hay Phật tử đang ngồi thiền, Phật tử nghe một pháp, hay Phật tử đang nghe một âm thanh, để cho sẽ nghe. Thanh là pháp. Pháp. Thanh là pháp. Cho sẽ nghe. Cái tôi đang ngồi thiền đúng không? Tôi tự nghe một âm thanh tới, hay tôi đang nghe một pháp? Hả? Dạ âm thanh. Âm thanh là pháp. Nghe âm thanh. Phải đúng không? Dạ. Cái tôi ngồi thiền, cái tôi nghe một âm thanh. Tại vì đối tượng có nghe là âm thanh đúng không? Rồi. Tôi sẽ nghe rồi đi. Chúng ta học pháp nè. Khi ta ngồi thiền nè, đang ngồi thiền đúng không? Chúng ta nghe
một âm thanh, hay chúng ta đang nghe một pháp, cái tư sẽ trả lời cho sư nghe. Chúng ta đang ngồi thiền, đang nghe một tiếng động, thì đó là một âm thanh hay là một pháp? Âm thanh là một pháp. Yeah. Rồi, cái tư nói một âm thanh, cái tư ngồi thiền nghe một âm thanh, thì một âm thanh đó nó phải gồm có nghĩa gì? Trạng thái âm thanh ra sao? Đúng nè. Trạng thái âm thanh ra sao? Thần sự âm thanh đó như thế nào? Sự thành tựu âm thanh đó như thế nào? Và yếu tố sinh ra âm thanh đó như thế nào? Rồi. Trọn nhẹ như vậy là tự tự nghe được âm thanh. Nếu như tự nghe không rõ thì chọn về bốn cái nghĩa này thì tự tự đang nghe được gì? Một pháp. Hiểu không? Các con nghe kịp ha? Rồi. Khi mà cái tự nói, cái tự nghe một âm thanh thì âm thanh mà cái tự đang nghe là mình quyết định được bởi mình biết được nó. Cái âm thanh đó, chẳng hạn như chúng ta đang ngồi thiền nghe con quạ, nó bên ngoài nó kêu quá quá quá, chúng ta đang nghe âm thanh đúng không nè, thì cái tiếng quạ nó kêu đó là mình quyết định được không? Tại vì mình biết được tiếng âm thanh đó là tiếng quạ kêu, đúng không? Rồi, ví dụ như chúng ta đang ngồi thiền mà tôi nghe người ta mở cửa đi vào cửa vô trong phòng của mình, nghe người ta mở cửa đi vào, cái tự nghe được âm thanh đó, cái tự nói chứ có nghe tiếng mở cửa đúng không? Âm thanh mở cửa rồi, cái tự biết luôn đi vào không? Người ta còn thiền đang nhắm mắt mà, ông nào thì đang thay lưng đi trong trong giấc mà, phải không nào? Tại sao kéo người ta mở cái cửa, đẩy cái cửa, nghe cái kẹt bắt đầu họ đi vô, cái tự nghe được âm thanh là cứ nghe tiếng mở cửa, có nghe âm thanh có người bước vào cửa, có nghe âm thanh có người đi vào cửa vào trong phòng của mình đúng không? Mà có tự biết người đó không? Không. Như vậy thì ở đây có tự quyết định được ba cái không nè, nghe mở cửa, tiếng mở cửa đúng không nè, người vào, người qua cửa, người vào phòng, hiểu nè? Thì tôi nghe được ba cái này có tự quyết định được không? Rồi bỏ biết đó đúng không nè, tôi tự bỏ biết được cái này. Nhưng mà tự biết được người không? Không biết người thì tự đưa đàn đó là gì? Một pháp. Hả nè? Khi nào cái tự biết được người đó đó, tự mới nói được này. Người mặt, người ốm, người cao, người thấp, ấm nè, người quen, người không quen. Thật sự họ vô làm gì? Tự giải đáp được. Và trạng thái, và không nè, thật sự và nhân thành sự thành tựu họ chứ không để làm gì? Tự giải đáp được. Bệnh nhân cần thiết của họ tới phòng này làm gì? Tôi giải đáp được cái từ đó, đó là một người tôi biết. Một người tôi biết. Mà cái tự không biết cái người đó tôi biết đó, thì tự nghĩ ra là gì? Chỉ biết điểm pháp mà thôi. Tại vì tôi đâu có trả lời được bốn ý nghĩa của một con người đó, nên tôi không trả lời được. Tôi nghĩ đó là một pháp. Đó là một pháp. Hiểu không? Không hiểu à? Thật chưa? Xin chào các bạn, cho các nghe. Khi nào có thể hiểu hết bốn ý nghĩa này á, hiểu hết bốn ý nghĩa này á, là quý tử định nghĩa được một pháp đúng không nè? Rồi, bây giờ quý tử thấy một người, biết quý tử đang ngồi thiền, nhắm mắt ngồi thiền, mà có người bước vô phòng của quý tử, người đi vô phòng quý tử, quý tử biết người đó không? Không, là chung một người ta biết người vô phòng của tử không? Người ta đang ngồi trong phòng đó, người ta mở cửa vô phòng của tử, người ta biết người đó không? Người ta không biết người đó, không biết người đó, không biết người đó, thì tiếp theo người tử niệm được người đó không? Người tử định nghĩa được người đó không? Không. Người tử không định nghĩa được người đó, thì quốc tử bắt đầu người tử định nghĩa cái gì? Một pháp chứ không định nghĩa người. Hiểu chưa nè? Do đó khi ngồi thiền, khi mà mình không biết được người pháp đó, người đó đang vô là gì, mới tự nghe gì? Nghe. Chứ đâu có định nghĩa người à. Hiểu không? Khi mà cái tự biết được cái người đó vô, và bắt đầu biết được người đó vô. Biết người đó vô, thấy chưa? Rồi, xin nói cái bước tự nghe. Biết người vô,
người đó trạng thái người đó ra sao thì có thể sẽ nói người đó gì, người quen, không quen, đúng không? Đầu tiên á, cái trạng thái cái người bước vô phòng quý tử đang ngồi thiền á, đầu tiên quý tử ngồi thiền là mình nhắm mắt rồi phải không nè? Còn cái người bước vô đó là người trạng thái người đó gì, người quen và không quen, quý tử biết được không? Rồi cái thứ hai, hành xử người đó vô là gì? Báo tin, đưa thơ, hẳn nè, thí dụ. Rồi thứ ba, sự thành tựu là gì? Tin được biết bởi người đó, thơ định nhận bởi người đó, đúng không? Rồi, sự thành tựu. Rồi, nhân cần thiết là gì? Điều quan trọng, tin khẩn cấp, do đó người đó phải xuất hiện. Quý tử nắm được cái người đó không nè? Mà sao quý tử biết được người này? Khi quý tử đang ngồi thiền đó, quý tử sao biết được người này? Tức là quý tử phải mở mắt. Mở mắt. Mà mở mắt tức là gì? Ngưng thiền. Hẳn à. Mà quý tử muốn tiếp tục thiền, muốn tiếp tục thiền mà không gián đoạn thiền thì quý tử biết được người đó không? Không. Rồi, quý tử muốn tiếp tục thiền và không muốn gián đoạn thiền, quý tử không muốn mở mắt bị gián đoạn thiền và không có ngừng thiền, thì lúc đó quý tử thấy được người đó không? Không. Không, quý tử chỉ thấy đó là gì? Một pháp đến với mình. Hiểu chưa? Do đó đó, cái đó cho đời sống chúng ta một ý nghĩa gì? Mình học cái pháp thôi. Cảm thấy phận sự chân cần thiết, cảm thấy phận sự sự thành tựu nhân cần thiết. Có những cái tin, có những câu chuyện, có những sự việc mình đến với mình đó mà không bao gồm đủ cái này một pháp đó thì mình chỉ niệm gì? Nghe, ngửi à, thấy à, chúng tự nghe kịp không? Ném à, chúng tự đâu biết gì nữa đâu. Không nè, giờ quý tử, người ta đưa cho quý tử một muỗng hoặc thịt ở trong một cái chén hay một cái tô, quý tử ăn, người ta hỏi chứ, ăn quý tử biết cái này ăn ngon không? Quý tử nói ngon. Ngọt không? Ngọt. Tốt không? Tốt. Thích không? Thích. Cái vị nó trời gì không biết, vị nó mình người không biết, tại người ta nấu năm ba thứ ta bỏ cho trong cái đó đưa cho mình đó mình ăn rồi đó, cái vị đó mình không biết, thì lúc đó mới tự niệm được cái đó là gì, vị pháp, chứ không có để nói được cái vị đó là gì mà cứ tự giải thích được. Cứ tự nghe kịp không? Tại vì nếu mình tự nếm được nó đó đó thì tụi mình nói rõ hết bốn cái ý nghĩa của nó thì tương nói xong tụ thành tụ cái ý nghĩa của mình nói, mà cứ tự không nói được đó đó là quý tử sẽ phạm vô lời nói gì không đúng, không chân thật. Khi quý tử đang ngồi thiền mà tử không biết người đó vô thiền vô phòng quý tử làm gì đó, quý tử nói mở mắt ra chút nữa quý tử nói chứ hồi nãy tôi thấy ông A đi vô phòng tu đó, quý tử nói câu đó đúng không? Còn hỏi ông trả lời nữa đúng không? Hồi nãy tôi ngồi thiền tôi thấy cái bà B vô phòng của tôi đó, quý tử câu câu nói đúng không? Không. Yeah. Thành ra hồi nãy tôi ngồi thiền tôi có nghe một tiếng động hiện bài sau lưng tôi và tôi không biết gì cả, tại vì sao? Tôi đang ngủ. Tôi nghe kiểu đang ngủ thiền, tôi nghe kiểu pháp. Do đó từ đây về sau khi mà tự học kiểu pháp đó thì chứ sư phải nắm được bốn ý nghĩa đó thì tự mới nói được một ý nghĩa một pháp đầy đủ được. Còn không á, quý tử phải nói à, nếu tôi không nói đúng á thì quý tử sai lời à, kịp chưa? Hiểu không? Rồi chưa? Rồi. Sư, cái chỗ mà sư giảng nghĩa là người quen, không quen, báo tin, thì nó cũng đủ bốn yếu tố đó thì nó cũng là một pháp. Dạ, yeah. Thì đúng rồi, đó. Thì ví dụ như vừa có đang ngồi thiền bán nè, và sư nói con nghe đó, nãy giờ con chưa hiểu á, con đang ngồi thiền bán nè, mà con nghe cái người mở cửa, bước qua cửa và đi vào phòng của cô, đúng không?
Rồi bây giờ mấy cô mới thấy là cái người này quen và người này không quen, đúng không? Cái người này vô đưa tin, báo tin hay đưa thơ cho cô, đúng không? Báo tin được biết, thơ được dạng quán nè. Mà nhân cần thiết là gì? Này là điều quan trọng, phải báo cho biết. Thơ cần thiết, khẩn cấp cho đưa được biết. Thì tới lúc đó cô đang ngồi thiền hay là cô đang mở mắt? Mở mắt, tức là cô không có, có thiền. Còn nếu như mà cô muốn đang tiếp tục thiền và cô không muốn gián đoạn thiền thì lúc đó cô không được mở mắt và cô không được biết những cái chuyện này, thì đó cô đang niệm gì? Một pháp mà thôi chứ không được niệm người, hiểu không? Tại vì cô không có nghĩa được bốn cái nghĩa của người đó thì sao cô dám trả lời? Hồi nãy tôi ngồi nhắm mắt ngồi thiền, tôi nghe ông bê vô trong phòng của tôi, được không? Hiểu không? Vì mình không có biết cái gì đang diễn tiến ngay khi mình đang nhắm mắt ngồi ngồi thiền, thì mình chỉ nghe gì? Nghe chỉ một phát ra được, hiểu không? Cái đó là thầy sư muốn hướng dẫn trong từ chút xíu thì cái ngồi thiền đó. Cái đó là ngồi thiền mà nhắm mắt rồi mình quyết định, mà mình không biết người đó là ai thì mới vậy. Cái đó là cái pháp già, chỉ là một pháp thôi chứ không xác định người nào. Rồi con nói chuyện cái bây giờ sư mở mắt, sư không thiền thì sư xác định được cái người đó cũng là một cái pháp. Đúng, nhưng mà cô sẽ nói gì về người, một người, một mà người mà cô sẽ quyết định được, đó là một người mà cô quyết định được người đó quen hay không quen. Còn nếu mà cô không quyết định được người đó thì lúc đó cô để chỉ nói đó là một pháp, hiểu không? Cô hiểu không? Rồi, được chưa? Những cái gì mà quý cô ngồi thiền, nè, xin nói cái này, khi mà quý cô ngồi thiền mà nghe dẫn chứng một ví dụ là một khi mà cô ngồi thiền mà nghe mà cô biết được âm thanh rõ ràng về âm thanh đó, trạng thái phận sự thành tựu và nhân cần thiết, mà mình quyết định được âm thanh đó cách rõ ràng hay là mình định nghĩa được âm thanh đó rõ ràng được đó, thì ta đó định nghĩa theo sự quyết định của mình. Còn nếu mà chúng ta không định nghĩa được âm thanh, trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cần thiết rõ ràng thì chúng ta chỉ niệm có một pháp mà thôi. Lúc đó âm thanh là một pháp, sự khác nghĩa. Trạng thái âm thanh là sao? Không rõ, mờ, là mờ. Phẩm nè, phận sự của âm thanh là gì? Đến với tai không nắm bắt được, không nắm bắt được, thế này không nắm bắt được, không nè. Rồi sự thành tựu của âm thanh là gì? Không hiểu, không biết. Thứ tư, âm thanh được nghe do yếu tố nào? Do yếu tố nào thì có thần kinh nhĩ, đúng không? Có sự chú ý, nhưng mà không biết được pháp đó là gì, kịp chưa? Cái đó âm thanh mà đến không rõ, mà lơ mơ, đến tai mà không nắm bắt được, không hiểu, không biết, dù có thần kinh và có sự chú ý, đó chỉ là một pháp và mình không cần làm chi tiết, kịp không? Rồi khi mà mình tự biết được rõ ràng một chi tiết thì của tôi phải nói rõ người này là người quen hay là người không quen, đến cái nghĩa gì, đến gì báo tin hay được thờ, ví dụ ok nè, rõ ràng chi tiết như vậy đó, thì lúc đó là cô phải có cái dịp là gì, mở mắt và mấy cô gián đoạn việc thiền, không có tu thiền các bạn không tiếp tục thiền. Còn nếu tôi muốn tiếp tục thiền và không muốn gián đoạn thiền là cô chỉ nhắm mắt và không biết nữa thì cô chỉ niệm một pháp thôi, hiểu không? Hay là còn cho thêm ví dụ nữa, được chưa? Rồi ví dụ nữa, cái tưởng đang đang ngủ, phải không nào? Mà người có nhiều, có người có nhiều người họ ngủ họ mãi há miệng không? Sẽ nói cho nghe,
có nhiều người ngồi ngủ mà họ ngủ hả miệng không đó, có người ép hay người nghịch họ thả một miếng muối trong miệng của họ có không có nhiều người họ ngủ họ hả miệng, cái người kế bên thấy họ ngồi này còn là trong ngủ hả miệng này nên luôn muốn bỏ vô thì cái người đó làm sao hả không có làm miệng đâu chị đâu có chị là chưa theo dõi tại vì sư nhật sẽ biết là cái tội là cái tội cho nghe sư nhật sẽ biết sư hồi hồi đó đó sư học trường chung đó thì có cái thằng bạn nó ngủ nó hả miệng mà chắc chắn phải là tỉnh rồi mà người khác cái là ngủ hả miệng hả miệng cái sư lấy muối cho bỏ vô thiệt này có phải trên bàn thiệt bỏ muối vô nó làm sao nêm lên chắc miệng này nè muốn lấy cái miệng là nó đang nếm kìa nè mà nếm nhắm mắt gì nè ngon quá nhắm gì nè hả ngon quá rồi muốn sao mà ngon muốn sao mà ngon nữa không có nhưng mà nói phải nói tự nhiên của nó là phải nói tự nhiên nó là nó trừ khi mới tự đổ nước cho là nó thích chắc liền đổ nước cho tại nó lạnh nhiệt mình liền nó ngọt nữa nó nhiệt còn bỏ muối vô nó bỏ chút nha để ngọt đứng đứng bên ra hạ xuống cho coi nó nuốt phải làm sao nữa không rồi mình bỏ nó xong xuôi đó cái nó ngủ đi cái mình đi ra chút xíu nó thích chắc nha bỏ chắc nãy giờ ngủ ngon không ngon lắm cái biết gì không không biết gì hết đó không biết hết tại sao không biết gì hết ta không biết họ tại sao vậy đâu có biết ở đâu ngủ mê quá mà à hay chi nãy tôi bỏ muối đâu ông đâu có biết gì đâu ông nhậm ngon ngốt hết trơn à vậy hả chửi đó là có tự theo họ đâu có biết họ chỉ thấy một cái phản ứng là gì họ nuốt vô trong trạng thái không rõ mà đâu mơ đâu đó là một pháp không nhưng mà nó biết nó tức là gì nó phải thích giác vậy nó đánh mình nó được mình cắm chấm giết mình bỏ muốn những chuyện đó nữa hiểu không nên cái Phật tử thấy không trong khi mà cái tự ngồi thiền mà cái tự không nắm được tất cả những yếu tố rõ định nghĩa được một pháp cái tự chuyện niệm đó là một pháp thông thường thôi chứ đừng đi theo pháp quyết định được vậy thì chỉ hai cái này cái nào cái tự cần thiết khi ngồi thiền biết trong không biết ngoài pháp cái này là chưa là xin trình bày cho trong khi với tôi ngồi thiền cái pháp gõ biết và cái pháp của tự chỉ không có hiểu biết không gõ biết thì cái tự niệm pháp nào hả không rõ rồi xin này xin hỏi đẹp qua cái pháp này học Abhidhamma chúng ta phải biết này rồi khi có tướng ngồi thiền đó nó đánh ra hai trường hợp một cái pháp bỏ biết và không bỏ biết thì có tướng niệm cái nào không bỏ biết không bỏ biết tướng niệm không bỏ biết à giờ cái pháp nó bỏ biết nó đến thì sao nó biết rồi phải trôi về cái đề một thế nè bây giờ cái tự niệm cái pháp nó gọi là không bỏ biết đồng ý. Ví dụ như quý tử nghe ngồi thiền ha, sư kể cho quý tử nghe, quý tử ngồi thiền, mà quý tử ngồi kế bên một người mà họ ngái á, họ ngồi ngái, họ ngủ, họ ngồi kế bên quý tử, họ ngồi thiền với quý tử, mà chút xíu mà quý tử ngồi nghe, quý ngồi thiền, chút ngồi nhắm mắt ngồi thiền này ha, chút mình nghe bên này ngái, ha, quý tử biết cái người ngái không? Trước khi ngồi quan sát đó cái sư hỏi nè bây giờ quý tử nghe nè quý tử đang ngồi thiền mà kế bên người mình hay là gần đó không biết xa hay gần nhưng mà nghe mà ông thanh người ngủ đang ngủ đang ngái lớn nữa mà ngon ngồi thiền ngồi đang ngái lớn đó quý tử biết người đó không tùy theo nghe quen thì mới biết chứ tức là mình với ông đó thôi đó hả thì là cái chân ông đó là ba rồi mình còn đông quá mà nghe tiếng quen nghe quen mới được thì mình nghe mà ông thanh ngái mình hiểu được cái anh thanh ngái của đó không biết người nào không không biết chỉ là cái từ ở trạng thái không có biết rồi cái thứ hai
khi mà quý tử ngồi thiền dưới một người thôi, mình với người đó thôi, mà nghe tiếng ngái, thì quý tử hỏi biết người đó không? Họ biết tiếng ngái của người, người đang ngái, rồi chưa? Rồi, quý tử biết được người, cái mình không biết, phải không nào? Không biết người, đúng không? Vậy thì khi mà quý tử biết được người, nó quý tử đi vô chi tiết rồi này không? Ăn chưa giữ thì ngủ ngái. Nhưng nó chỉ biết rồi á, phản xạ mà anh chỉ giữ chỉ cho ngồi muốn ngay ngồi thiền phá và đáp đúng không? Chi tiết thì mình tự đi vào chi tiết rồi đúng không? Xin hỏi nè, có tự vào chi tiết không? Không có không cần thiết biết thì không cần thiết nhớ nè, cứ tự nghe kịp không? Dù là có biết và không có biết thì tự nói là gì? Không cần thiết chỉ niệm thôi. Kịp chưa? Mấy con kiếp tư, mấy con điều chi tiết để làm gì? Hiểu không? Không cần biết, mình nghe, phải không? Mình biết, nghe âm thanh rồi, bỏ đi. Tại vì cái đó là nó trở ngại sự phát khôn khú, vô tư gì của mình. Mình tự nghe kèm không? Cần chứ à? Hiểu không? Do đó khi mà ngồi thiền, dù có được nghe âm thanh rõ biết, và nghe âm thanh không thì bỏ biết. Dù mình biết người đang làm cho mình nghe được âm thanh được có biết, hay là mình không nhận biết được âm thanh của người nào đang làm cho mình được nghe, chứ trạng thái không được có biết, trong khi nhậu nghe, đang ngồi thiền đó, những âm thanh đó đều gọi là không cần biết. Thấy chưa? Tôi nhắm được chưa? Dạ sư nghe. Thưa sư, như vậy thì mình biết hay không biết, mình cứ cứ niệm là nghe. Rồi chưa? Rồi ha. Rồi chúng ta qua được rồi đó ha. Thấy chưa? Cứ tự đi vô chi tiết á để làm gì? Chỉ tự đi vô chi tiết để làm gì? Không cần thiết. Nghiệp không? Nó cắt đứt liền để chúng ta còn đi tiếp tục cái hành thiền ta được. Rồi. Pháp ta không được à. Muốn được gọi là một pháp phải bao gồm bốn nghĩa: trạng thái, thực sự, sự thành tựu và ý nghĩa, được chưa? Được gọi là một pháp, được chưa? Rồi, pháp có mấy? Pháp có mấy nè? Pháp có hai. Chúng ta học trường học pháp có hai. Thường ta học pháp có hai. Pháp thứ nhất là gì? Pháp tục đế. Pháp thứ hai là pháp chân đế. Pháp tục đế hay là pháp chân đế? Rồi, khi ta nói tới pháp tục đế và pháp chân đế, chúng ta không tất cả được. Như thế thì tục là thổ phổ thông, thuộc về thế gian. Tục á là thuộc về phổ thông, thuộc về thế gian. Đế là chân thật, hay ta gọi là sự thật. Như vậy thì pháp tục đế là pháp sự thật, thuộc về thế gian, ta gọi là pháp tục đế. Thấy chưa? Còn pháp chân đế, pháp chân thật không thay đổi, một chắc thật, một sự thật. Vậy thì pháp như thật không thay đổi của nó, ta gọi là chân đế. Pháp như thật nó không thay đổi của nó, ta gọi là pháp chân đế. Thì ta nghe kẹp ha, một sự thật chứ thật không thay đổi của nó thì ta gọi là pháp chân đế. Thì ta nghe kẹp ha, thấy chưa? Như vậy thì khi ta học pháp tục đế và ta bắt đầu vô chi tiết pháp tục đế, những cái pháp nào mà như thật mà thuộc về thế gian, thế là thuộc phổ thông, là những pháp nào? Tạng kinh, tạng luật và người có dự giới, thì những cái đó là pháp tục đế. Ta nghe kịp không? Pháp tục đế là những pháp nào thuộc về tạng kinh, pháp tục đế là những pháp nào thuộc về tạng luật, và những pháp nào mình ta nói ra mà không phạm giới, ta giữ lời nói chân thành, thì đó là thuộc về pháp tục đế. Thế người nghe kịp ha? Rồi, pháp nào thường là pháp chân đế?
pháp nào là thuộc pháp chân đây? Thứ nhất là tứ đây là thuộc pháp chân đây, chân đây, tứ đây chúng ta gọi là gì? Khổ tập diệt đạo. Thứ hai, pháp nào được gọi là pháp chân đây? Pháp siêu ly. Pháp siêu ly, cái pháp đó gọi là pháp chân đấy. Chúng ta nghe kịp mà, được chưa? Rồi, pháp thứ đấy nó gồm có hai. Pháp thứ đấy nó gồm có hai. Pháp thứ đấy thuộc về phàm, nhận biết được. Pháp tư đế do thánh chứng đắc được. Thánh nè, coi pháp tư đế mà do phàm nhận biết được ta gọi gì? Tử diệu đế. Pháp mà do thánh chứng đắc được ta gọi là gì? Tử thánh đế. Tử thánh đế. Pháp cho người phàm mà nhận biết được đó, ta gọi là tứ diệu đế. Pháp cho thánh chứng đắc được, ta gọi là tứ thánh đế. Kịp chưa? Dạ, kịp hả? Rồi, quý tử biết tứ đế không? Tử biết tứ đế không? Khổ, tập, diệt, đạo quý tử biết không? Nói tranh chấp, trả lời, bóp lên liền. Bây giờ ký tờ giấy, viết ra là bài kiểm. Viết ra tứ đế, còn có mấy tử ngồi viết xuống được, được liền à. Được không? Được không? Tứ đế là chi? Bao gồm có mấy? Tôi tự viết ra, tôi câu hỏi đặt lên đó. Nghĩa là bài kiểm nha. Tứ đế là chi? Thì bao gồm có mấy? Tôi tự chấm hỏi, tự trả lời được không? Tứ đế, chi cũng là tứ đế. Bao gồm có mấy? Còn có bốn. Chấm dứt ha. Rồi xong. Thôi, tôi đâu có nói sao đâu. Tứ đế là chi? Chi cũng là tứ đế. Tứ đế có mấy, bao gồm có mấy, bao gồm có bốn, ấy tứ là bốn. Vậy đó đó. Và đó sư cho là bài kiểm của một vị thầy tăng không biết gì đó. Trong tâm sinh á, sư cho là bài kiểm. Tứ đế là chi? Là bao gồm có mấy? Chúng trả lời liền nha. Ông thầy trả lời, tứ đế là chi cũng là tứ đế. Không cái pháp mà, pháp là chi cũng là pháp. Tứ đế là chi cũng là tứ đế. Bao gồm mấy, bao gồm có bốn, trong chứ. Mà sư chánh chỉnh rốt đó là lên kiện thưa đó. Đó đúng một con gì đó. Thế là tại sao? Con là phàm mà, không biết thêm con không biết. Con nói sau hôm sư, chị sư nói thêm sư, còn không biết thêm của con biết. Rồi, phải cho điểm đủ á. Con có 2 điểm, trả lời đúng 2 điểm mà. Sư đế là chi? Bao gồm có mấy là 2 điểm rồi. Trả lời đúng á. Sư đế là chi, chi cũng là sư đế là 1 điểm rồi. Bao gồm có mấy, còn có 4 là 2 điểm. Mấy mốt có tự làm bài kiểm được không? Giống như vậy ha. Nhưng con trả lời nhớ ha. Vậy đó. Dễ sợ lắm, học như vậy đó. Được chưa? Như vậy thì ở trong đời này, khi mà chúng ta nói chuyện trong đời này, tôi, anh, chị, cô, bác, đúng không nè? Mà mình giữ giới là nói mình không sai chạch. Thì dưới đó mình chúng ta đang nói chuyện tục. Tục tế. Hôm qua tôi đi chợ. Tục tục tế. Vậy nè, tôi thấy chị ngoài đường là tục tế. Tôi thấy bà đó đi vô chùa là tục tế. Không có sai, đúng không? Mà lời nói đó là thể phổ thông của nhân gian, của thế gian. Các bạn nghe kèm không? Nghe chưa? Khổ trong đời này có 8. Sanh lão bệnh tử, ái nghiệp ly, quán tánh hội, cầu bất đắc, nhân sanh khổ là tứ quẩn, là ngũ quẩn. Cho nên chúng tôi đang nói chân đế đó. Rồi đó mới tự gặp nhau, mới tự nói vậy đó. Khổ trong đầu này có 8, cái bên kia nó nghe rồi, đừng nói nữa. Là cái người đó nói là cục đế, bên này nghe nằm rằng lại nói là chân, cục đế. Người ta nghe kiểu thấm. Người kia bây giờ hả miệng anh đây. Khổ trong đời này có 8, bên đó ta nghe rồi, đừng nói nữa. Thì bên kia nói chân đế, mình đang nói là tôi. Cục đế. Người ta nghe kiểu thấm. Người ta đang muốn nói cái nào? Chân đế. Người đó còn chân, người đó còn chân, sư nói còn trên đấy còn. Có thể kinh nghiệm ha, cho đó có một số phật tử sau khi học Abhidhamma xong
ra đường đốt áp không à. Thiệt, trong xin nói thiệt. Rồi cái người ta nghe là người ta nói chứ này ông sáng viên, nhóm ông sáng viên tới rồi. Rồi sẽ bị phân tiếng nữa. Không ra chuyện nghe chân đó. Được chưa? Rồi cái pháp siêu lý. Cái pháp siêu lý. Tiếng Bali này là tiếng đế là gì? Tiếng Bali là gì? Tiếng đế. Chắc tụ. Tiếng xa. Sách chắc. Cái là tiếng đế. Sách ta hồ, sách chắc. Ta gọi là tiếng đế. Đây là còn mà thánh đế là cha tú áo gì á sách giá tức là thánh đây tứ tiếng Bali là cha tú áo gì á sách giá là tứ thánh đế. Quý Phật tử thấy tứ đế, hiểu biết tứ đế một cách phàm phu, còn Đức Phật và chư thánh nhân, chư vị thánh nhân a la hán hiểu tứ đế một cách thánh đế, một cách bụng bộ thánh. Là sao? Em sẽ trình bày của tử nghe nè. Ở trong đầu của tử có thấy sự thật về gì sanh không? Không. Thì tử không thấy sự thật về sanh. Không thấy. Không nè. Không nè. Còn quý tử có thấy sự thật về già không? Có thấy không sự thật về già không? Chưa. Thấy không? Rồi, giờ sẽ hỏi lại. Tức là có thấy được một trăm bảy cái lợi nữa. Thấy là tâm trạng. Rồi, quý tử thấy sự thật về già không? Thấy không? Tóc bạc. Rồi, nếu thấy thì người nào mà tóc bạc thì gọi là già đúng không? Gia nhân. Thế thì người nào gia nhân thì gọi là già phải không? Bị mỏng thì gia nhân. Ta có lý do không hết á. Nó mới còn có được cái thói chừng cái lớp này, cái lớp chừng sau mà. Nghe chưa? Thế thì quý tử thấy được sự già của sự thật là già không? Không có, tại vì mình chỉ nghe dân gian truyền lại, ông cha bà mẹ nói lại, ta nghe ta nói tiếp tục rồi. Chứ thực sự là mấy cô không có thể thấy già như thật là già. Nghe kìa không? Rồi cái thứ thật như biết bệnh không, như là bệnh không? Chỉ được nghe nói bởi bác sĩ, hay thầy thuốc, hay cha mẹ mình nói lại, đó là bệnh rồi, mình biết bệnh thôi, bắt đầu mình nói ra. Tôi bị bệnh gì? Bệnh ho gà. Thấy không? Cái người bệnh ho gà là sao? Ho dài lắm, ho chảy nước mắt, ho một hơi không ngừng, phải không nè? Ho tức gan ngực, đó là bệnh. Nhưng mà họ không có, họ được nghe được nói lại. Và họ chỉ thấy thật cái chết không? Họ thấy như thật cái chết không? Không ai biết. Do đó, nói tới tướng đế này, đừng nói thật sự là khổ, mình không không thấy. Nhân sinh khổ, như thật mình không biết. Việc tác khổ mình chưa được đắc, mình có thấy. Và đạo đế mình chưa hành, mình chưa gõ. Thế đó là tứ đế mình chỉ nghe, mình chỉ trí hồn, chứ có thật. Nghe trần lý tiếng lời chưa có thật. Hiểu không? Còn các bậc thánh từ sơ nhị tam tứ quả, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, được thấy, được chứng đắc, được gõ biết như hạt như họ đã có chứng đắc. Các con nghe kịp không? Do đó mình chỉ là tứ diệu đế, còn các ngài là tứ thánh đế. Rồi chúng ta qua phần siêu lý. Pháp môn siêu lý là một pháp chân đế. Tiếng Bali ta gọi là Paramattha. Paramattha. Ta dịch cái Paramattha nó gồm có hai nghĩa: Parama và Attha. Nên ta gọi là Paramattha. Cái chiếc nó gồm có hai nghĩa, kết hợp lại thành một từ ngữ Paramattha. Chỉ thế thì Paramattha là chúng ta được thấy là gồm có hai: Parama và Attha. Attha là gì? Attha là gì? Hả? Rồi bắt đầu nhớ là trang lậu đi. Nội dung. Nhớ là trang lậu đi. Nội dung. Attha là gì? Nội dung. Rồi. Mới đây là bắt đầu trả là thầy rồi. Thấy chưa? Mới đây bắt đầu trả là thầy rồi. Parama là gì? Cao siêu. Yeah. Như vậy thì Attha là lý lẽ. Cao nội dung. Cao siêu.
Như thế thì nội dung cao siêu, lý lẽ cao siêu ta gọi là gì? Siêu, siêu lý. Ở bên Việt Nam có một nhóm chư tăng gọi là nhóm chư tăng siêu lý. Ở bên Việt Nam có một nhóm Phật tử gọi là nhóm Phật tử siêu lý. Ở chùa chùa siêu lý, học pháp siêu lý, nó pháp siêu lý. Thì đâu ai cũng gọi là nhóm siêu lý. Là vì sao? Là vì họ sống ở trong siêu lý. Mà có ai? Có Ngài tỉnh sẵn. Sống trong siêu lý, lần gặp đâu nó còn là tâm sở sắp pháp biết bài không? Vậy đó đó, thằng đó bên bệnh Việt Nam có. Thì tôi sẽ về Việt Nam, của tôi phải cẩn thận. Có cái nhóm Phật tử siêu lý, nhóm chư tăng siêu lý, ở chùa siêu lý, nó pháp siêu lý. Đi đâu cũng có hả? Nhỏ tiếng hả? Mà mai mốt đây có tưởng đây cũng gây cái đường này nè. Nhóm siêu lý bắt đầu hình thành đây nè. Được chưa? Rồi. Đó là siêu nhân. Như thế thì ta đang học pháp siêu lý. Được gọi là pháp siêu lý, nó có ba ý nghĩa. Có ba ý nghĩa. Thế này siêu lý là gì? Nó có ba nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, đặc biệt không thay đổi, nên được gọi là siêu lý, đặc biệt không thay đổi. Đặc biệt không thay đổi. Thứ hai, cảnh của trí tuệ cao siêu, hay ta gọi là đối tượng của trí tuệ cao siêu. Thứ ba là chủ của mọi pháp chế định, chủ của một pháp chế định, được chưa? Nó gọi là pháp siêu lý. Nghe tiếp nha. Hôm nay chúng ta đi học vào phần siêu lý, chúng ta có hiểu được ba ý nghĩa của pháp siêu lý: đặc biệt không thay đổi, cảnh của trí tuệ cao siêu, và chủ của mọi pháp chế định, nên gọi là siêu lý. Được chưa? Thế thì ở thế gian này chúng ta được nghe mọi pháp đều là vô thường, sanh sanh diệt diệt, đổi thay thay, không có bao nhiêu pháp nào nó tồn tại như một. Tại sao pháp siêu lý dám nói là đặc biệt nó không thay đổi? Nó bất chấp cái định luật vô thường, đối diện luật pháp vô thường mà không sợ ngại, e ngại. Như thế thì nó có mâu thuẫn hay không? Phải không ạ? Thì chúng ta bắt đầu mổ xẻ cái đó. Thế thì pháp siêu lý nó có bốn pháp. Để chúng ta coi là bốn pháp của nó. Bốn pháp của nó là gì? Pháp thứ nhất là pháp tâm. Pháp thứ hai là tâm sở, là thành phần phụ thuộc của tâm. Pháp thứ ba là sắc pháp. Pháp thứ tư là niết bàn. Nói tới pháp siêu lý là ta nói tới bốn pháp: tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Được chưa? Rồi, chúng ta nói tới pháp siêu lý là chúng ta nói tới bốn pháp: tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Như vậy thì nói với tâm, ý nghĩa của tâm đặc biệt không thay đổi là gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Đặc tính của tâm không thay đổi. Nó đặc biệt cái đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai, đặc tính của tâm không thay đổi. Như thế thì đặc tính của tâm không thay đổi gì quá khứ, hiện tại. Mà ta nói tâm ta hay thay đổi không nè? Tâm của tự hay thay đổi không? Thấy không? Thay đổi phải không nè? Rồi, tự mình nghe thấy lắm. Trả lời là bị khó liền à. Tâm với cô có thay đổi không? Tâm có thay đổi vậy. Mới nên không thì nó có sao? Cái sự hỏi nè, tâm quý Phật tử có thường hay thay đổi không? Có. Từ đâu? Có hai loại tâm nào? Chân tâm, vọng tâm. Rồi nó nghe ngang rồi nè. Rồi thế thì khi mà cái tự có chân tâm thì cái tự có chân tâm, cái tự cái vọng tâm thì cái tự có vọng tâm, thấy không? Rồi tánh tâm không? Vọng rồi tánh. Thì chân hồi nãy chân rồi đó, vọng nè. Và nghĩ chưa? Như thế thì khi mà quý tự sống ở trong đời này, quý tự đi bên ngoài chứ, sao có ai đi ngược đi trong? Được chưa? Rồi, như thế thì tâm quý tự thay đổi không nè? Tâm thay đổi không?
ai nói thay đổi từ tốt tới xấu, từ xấu tới tốt thêm mà, đúng không? Rồi xin nghe quý tử nghe kịp rồi. Rồi nhưng mà khi mà quý tử có cái tâm tham đó, đúng không, quá khứ hiện tại vị lai, nó có thay đổi cái tính không? Không. Cái tính tham á, cái tâm tham của tự có, quá khứ của tự có tâm tham, hiện tại của tự có tâm tham, vị lai của tự có tâm tham, thì cái đặc tính này có thay đổi không? Không. Thay đổi hả? Không, không thay đổi. Đặc tính của tham là gì? Dính mắt vào đối đối tượng, dính mắt đối tượng, nó thấy cảnh đối tượng nó thích đó là nó dính mắt liền, đó là tính tham. Quá khứ nó cũng dính mắt, hiện tại nó cũng dính mắt, vì vị lai nó cũng dính mắt à. Tự nghe kịp không? Kìa ha, quý phụ tử có khi nào lấy con dao mà cắt được cái cục xương gân không? Không có cục cung luôn không? Quý tử nhai xong rồi đó, nhai xong rồi đó, quý tử để xuống lấy dao cắt được không? Nó dính vô gan dao. Để làm lạnh được đó, thì ra cái sự thay đổi cái đặc tính của nó rồi, đúng không? Đặc tính của cục cơm là dính hả, cái phía bên trong nó dính, giờ mà con cắt không được, họ con cắt nó dính liền à, dính hiểu nè. Quá khứ nhà trường con một cắt con được, hiện tại nhà trường cắt con được, mà chị lai của tự nhà trường cũng cắt không được, trừ khi của tự thay đổi cái tính đó rồi. Nhưng mà tính dính của nó mà đã có rồi đó, quý tử không thay đổi được bản tính của nó, đúng không? Hẻm nha, nó sẽ trở lại thành tính đó, được chưa? Như vậy thì quá khứ của tâm, quá khứ của tâm là gì? Biết. Hiện tại của tâm là biết, và vị lai của tâm là biết. Quý tử có thay đổi nó được đó không? Không, nó là siêu lý. Tâm siêu lý, được chưa? Rồi mấy mốt quý tử nói chuyện với nhau, cái tưởng nói chưa, bạn đang nói chuyện tôi là tâm thường hay là tâm siêu lý? Hiểu chưa? Quý bạn nói chuyện tôi tâm thường hay tôi tính hay tâm thường, mà bạn nói tôi là tâm siêu lý, là tôi tính hay bạn tâm siêu lý? Cái tưởng nghe kẹo không? Rồi cái tưởng bây giờ có thể hiểu cái chuyện đặc biệt không thay đổi không hả? Tâm có tính chất không thay đổi, dù quá khứ, hiện tại và vị lai, đặc tính của tâm là gì? Biết cảnh và không thay đổi. Không có ai làm thay đổi được đặc tính của nó, ngay cả Đức Phật cũng thay đổi được đặc tính của tâm của nó, được chưa? Do đó nó gọi là siêu siêu lý. Hôm nay chúng ta học rồi đó, chúng ta biết được giá trị của đó, chúng ta khai thác được đặc tính sắc sảo của nó, được chưa? Như vậy thì khi mà gọi là tâm bất thiện thì đặc tính của nó gì? Biết chuyện sâu. Khi mà tâm thiện là đặc tính của nó gì? Biết chuyện tốt, phải không nè? Rồi tâm phàm là biết chuyện thế gian, tâm thánh biết chuyện xuất xuất thế gian, không có thay đổi được nó à, đúng không? Không biết tự không thể nào nói được mặt tâm thánh mà dính mắt trong chuyện thế gian được, là vì sao? Đặc tính của tâm thánh là gì? Là giải thoát. Đặc tính của phàm là gì? Dính mắt ở tại trong đời, không thay đổi được nó. Nên nghe kịp không? Tâm bất thiện là nghĩ chuyện xấu, tâm thiện là nghĩ chuyện tốt. Biết chuyện tốt không có thay đổi được nó. Quá khứ, hiện tại, vị lai, đặc tính của tâm siêu lý là gì? Không thay đổi, là biết cảnh. Được chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta đặt qua. Đặc tính không thay đổi của tâm là gì? Biết cảnh. Rồi thứ hai, đặc tính của tâm sở là thành phần phụ thuộc của tâm. Phụ thuộc của tâm. Xin kể cho quý tử nghe cái này, quý tử coi, quý tử góp ý kiến xin coi nha. Nha, tôi sẽ kể cho quý tử nghe cái này, quý tử giúp kiến xin nha. Có một ly nước, trên bài quý tử có một ly nước. Ly nước, quý tử thấy ly nước chưa? Đồng ghi không ha. Tôi thấy ly nước chưa? Yeah. Thấy ly nước à? Yeah. Ly nước dễ thôi, chứ mà ly thiệt, chứ nó nói thiệt luôn, nó không sẽ kẹt đó. Còn tôi thấy ly nước ha, thấy chưa? Tôi sẽ bỏ chanh vào, thì tôi tự sẽ gọi là gì? Chanh. Ly nước, chanh, đúng không? Đúng không? Ha,
Rồi, sư bỏ đường vào. Bỏ đường vào. Thì bích tử gọi là gì? Đến trên đường. Sư bỏ đá vào. Đá trên đường. Trên đường đá. Hay là bích tử gọi là gì? Đá trên đường. Đá. Đá trên đường. Đá trên đường. Đá ra. Có chưa? Rồi, trên đường đá. Đó chưa? Như vậy thì cái nước là nguyên thủy của nó bạn mà. Đúng không? Cái nước là nguyên thủy. Rồi bây giờ cái tự bỏ cái gì vô thì cái tên nó được đổi đúng không nè? Đúng không? Cái tự bỏ cái vô cái tên nó đổi nè. Cái ly nước được đổi. Bỏ thêm vô nó thì nó thêm lên nữa. Bỏ thêm vô nữa thì nó thêm lên nữa. Đúng không? Rồi. Cái tâm là nguyên thủy của nó. Được chưa? Bây giờ bỏ cái này vô thì nó gọi là gì? Tâm tham. Bỏ cái tánh, bỏ cái này vô nè. Tham không nè? Rồi. Tham, bỏ nó vô. Mà bây giờ cái tự bỏ vô trong cái trạng thái mà gọi là gì? Không cho ra. Không nè. Quý tự là này tắm. Tham bỏ. Không sẽ đúng không? Rồi. Còn quý tự bỏ vô cái trạng thái là gì? Thấy sai. Kêu mình nói tham. Ông thấy sai rồi, bỏ đi. Không, bỏ. Thì chúng ta gọi là gì? Tấm tham. Đà kia. Đúng không? Chúng ta nghe kịp không? Nguyên thủy có gốc của nó là gì? Là tâm. Nhưng mà cứ bỏ vô thêm đó đó thì tôi gọi là gì? Thành phần phụ thuộc của có tâm và tâm. Hiểu chưa? Khởi nguyên đầu tiên tâm là một đơn vị độc lập, nhưng cần ngài bỏ thêm nhiều chất vô, những thành phần phụ thuộc của tâm sở bỏ thêm vô thì cái tâm nó bắt đầu được cộng thêm lên. Tôi nghe kịp không? Coi tâm khi một tự gặp cái đối tượng là không ưa thích thì có tự làm sao? Nghĩ ra. Tâm mà gặp cái đối tượng không ưa thích thì có tự làm sao? Nghĩ ra. Sang. Đúng nè. Sang mà có tự ghét cái người đó hơn mình, mình thua họ thì làm sao? Ghen tị. Tật đố. Đúng không? Mình ghét họ tại vì họ hơn mình, lớn hơn mình, mạnh hơn mình, giàu hơn mình, tốt hơn mình, cái mình ganh kẹt ganh tị đố kỵ với họ thì mình sẽ tâm sáng tật đố, đúng không? Hả nè, được chưa? Vậy thì những cái tính chất này nè, cứ tự bỏ vô như vậy đó thì ta gọi là gì? Thành phần phụ thuộc của tâm, ta gọi là tâm, tâm xả, được chưa? Còn chiếc xe, ta gọi là chiếc xe mà không nè, đúng không? Mà thành phần phụ thuộc của chiếc xe là gì? Bốn bánh, một tay lái, đúng không? Kèm, thắng, đúng không? Bao gồm lại thành một chiếc, chiếc xe. Không nè. Do đó, khi một tâm không có thể một đơn vị độc nhất của nó hiện hữu trong đời, nó phải có nhiều thành phần phụ thuộc nó kết hợp nhớ để nên được có tên gọi một cái tâm ở trong đời được. Tự nghe kịp không? Như vậy thì khi quý tự nói tâm này là tâm tham, tâm này là tâm sân, tâm này là tâm si, là quý tự có những thành phần phụ thuộc của tâm này nè, nó kết hợp vô tên tâm nó được hiện bài nổ tên. Quý tự nghe kịp không? Rồi quý tưởng là người nam, cái tên là người nữ, để phải có những phụ tùng để làm cho thành một người nam, một người nữ phân biệt nhau mới được. Đó là những phụ tùng đó gọi là gì? Thành phần phụ thuộc của con người, thành phần phụ thuộc của cái tâm, nên gọi là tâm sở. Không có thể nào nói một cách độc lập của nó được. Được chưa? Được chưa? Như vậy thì tâm nó có mặt, phải có những phụ thuộc của tâm sở kết hợp với nó, được gọi là sở thuộc của tâm. Được chưa? Chúng ta nắm được chưa? Buồn ngủ à? Mệt không? Hay là mình tự nghĩ một chút đi? Hay là không nghe nữa? Còn nghe được nữa không? Được. Từ trên rồi. Nghe tiếp ha. Nghe kịp không?
Rồi chưa? Như vậy thì tâm sở, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó có đặc tính của nó là gì? Không thay đổi là gì? Tứ đồng. Tứ đồng. Đồng sanh với tâm. Đồng diệt với tâm. Đồng nướng một hành kinh với tâm. Đồng biết một cảnh với tâm. Nên gọi là tâm, tâm sở. Nên gọi là tâm sở. Một tâm sở nó có bốn cái nghĩa: tứ đồng, đồng sanh với tâm, không trước không sau; đồng diệt với tâm, không trước không sau; đồng nương và một thần kinh với tâm, phải không nào, không sai biệt; và đồng biết một cảnh với tâm. Đó gọi là tứ, tứ đồng, đồng, tứ đồng. Được chưa? Hiểu không nào? Hiểu không nào? Được chưa? Như thế thì cái bốn bức xe này nó cùng ra một lượt với chiếc xe không nào? Cái xe mà xuất xưởng đó nó ra cùng một lượt cái xe không nè, bốn cái xe cùng ra một lượt với chiếc xe, cái tay lái đó, cái wheel đó cùng ra một lượt chiếc xe không, hay là để ra xong gắn vô phải ra một lượt chiếc xe, cái kè nó ra cùng một lượt chiếc xe không, có chiếc lái nó ra cùng một lượt chiếc xe không, có cái đèn nó ra cùng một lượt chiếc xe không, đó là những thành phần phụ thuộc của tâm cùng ra một lượt với tâm. Mỗi phần phụ thuộc của chiếc xe cùng ra một lượt với chiếc xe được gọi tên. Thấy chưa? Tôi nghe kịp không? Hiểu không nào? Vậy thì khi mà quý tự có một cái tâm biết cảnh, nó có nhiều cái yếu tố nó kết hợp vô để làm cho cái tâm quý tự biết cảnh nó một cách đầy đủ hơn. Thì tôi nghe kịp không? Chứ không phải một mình nó tự nó biết cảnh được. Không thể là một mình nó tự nó biết cảnh được. Rồi trở lại, quý tử uống nhiều, quý tử ăn đồ ăn, quý tử muốn nêm nếm nhiều đồ gia vị vô, hay là quý tử muốn đơn giản cho đồ ăn, cho nên đơn giản cho việc ăn uống nêm nếm, nếm. Quý tử muốn cái nào, nói cho suy nghĩ. Trong khi ăn á, quý tử muốn bỏ nhiều đồ ăn vô, nêm nếm nhiều vô ăn, hay là quý tử muốn ăn cho việc thấy đơn giản, bỏ một chút chút thôi, đủ vị ăn ngon thôi, là đơn giản. Quý tử muốn cái lòng nào? Làm được thì chuyển lên. Làm được chuyển thì đơn giản. Dạ, không, vậy sư hỏi nè. Để sư biết được cái tính của cô coi. Quý tử muốn cầu kỳ, rất khó khăn, hay quý tử muốn đơn giản, dễ chịu, thư giãn, hay là quý tử muốn rồi nè. Hay cái đó, quý tử muốn rồi nè. Rồi, chưa? Quý tử muốn đơn giản. Chứ không, cái tự không muốn đa dạng, đúng không? Đúng không? Người đơn giản là người đơn tính, người đa dạng là người đa tính. Cứ tưởng là người nào? Cứ tưởng là người nào? Cho hổ lóng tiếng nha. Cứ tưởng là người nào? Người đơn giản hay là người đa dạng? Người đơn tính hay là người đa tính? Chắc chưa? Đơn giản nghe hay quá, cái này sư mới nghe pháp sư lý ở đây đó, được chưa? Rồi khi mà quý tử đơn tính á thì người sống á nó nhẹ nhàng, một người mà đa dạng đa tính á, người là sống nhiều hơn thôi. Đây mình nói về tâm lý ha. Thế là người mà đơn giản đa tính á, người sẽ nhiều an vui, nhiều hệ lụy, nhiều phiền toái đó. Những người vậy đó thì cứ tự chọn cái nào đơn giản ha, tự chọn cái nào đơn giản. Nhà mà không có đồ gì trong nhà là người không đơn giản. Nhà là nhiều đồ trong nhà, ở trong ngõ đi. Giờ tôi nói cái này.
đứng đó, tôi mới nấu mà phun tay đó. Đó, thì tôi vô cái vỏ đường này là quý thấy được vỏ đường này đơn giản không? Đơn giản thôi, chỉ có tấm hạm lần tới lần luôn đánh hoặc còn lại thôi. Còn mình sắm sửa ra làm ông và cò xiến rồi nó thì mới làm các cổ lên đó, phải không nào? Thì quý tưởng bây giờ quý tưởng thấy nè, bây giờ quý tưởng là người đơn giản hay người đa dạng? Mình nói thiệt đi, còn sư giải thích cho. Đừng có sợ, còn nói hay một chút xíu, sư giải thích chặt đó. Hả? Đơn giản. Chứ tôi đơn giản thiệt không? Người đa giản mà thích đơn giản. Người thích đơn giản này. Người thích đơn giản nhưng mà đa giản đúng không? Không, sư nói thiệt không? Tôi thích nói cho sư nghe đi, sư cắt nghĩa cho tôi nghe được. Tại vì đất bắt đầu sư đi tới phát hành. Tôi tự nói cho sư nghe đi. Người đơn giản, người đa giản, người đơn tính, người đa tính. Quý tử là người nào? Đơn tính. Hả? Đơn tính các kiểu thêm nữa hả? Các kiểu thêm nữa hả? Em có con này con biết khó đi. Nên nó nói cách thật dính ha nè. Rồi bây giờ các nghĩa ha. Còn muốn các nghĩa tại cả bên. Con sẽ các nghĩa cho nghe. Khi mà cái con người mà sống mà đơn giản đó, cái người nó đi phát hành nó dễ mau thành công. Người mà sống mà đa dạng đa tính á, người đi ra phát hành khó khăn, khó cho có nhiều trở ngại đó. Để sư nói trước cái gì đó, mà trong đời sống hàng ngày thực tế, người mà sống đơn giản, người sống nó quýt lần nào cũng thoải mái nhẹ nhàng, không có cái sự cố chấp, không có sự dính mắc, không có sự câu nệ, không có sự chấp nê trẻ dịch hay là chi tiết. Còn người sống thông thả thoải mái, tung dung tay tại, tất cả đều cũng bỏ hết. Người đó là đơn giản. Còn cái gì cũng chấp vô, cái gì cũng giữ vô, cái gì ngoài ngoài cũng dắt vô, gọi là chắc dắt chi, thấy gì cũng dắt. Đó đó, người là cái người đó không phải là người đơn giản à. À, giờ cứ tưởng cho sư nói trước gì đó, mà cứ tưởng là người nào? Đa tính. Đa tính, phải không? Đa tính. Đó, và chưa? Rồi, còn khi mà vô một tiền, khi quý tử nghe thanh chỉ nghe rồi, khi tê quý tử nói tê rồi, chút nữa quý tử không chịu, chứ quý tử chịu lên nó nói chút sửa, tê quá trời tê đi sửa. Cái chữ tê quá trời tê đó là người đó đơn giản hay đa giản? Tê ghê lắm, ghê lắm. Người là đơn giản hay đa giản? Tê là một cái tê thôi. Mình khơi lắm, ghê lắm. Ủa, không tả nổi sư ơi. Nghe cũng quý cái đầu chết luôn đó. Cái đó là đa giản hay đơn giản? Đa. Cái đó là đơn giản hay đang giỡn đó? Cái đó là đơn giản hay đang giỡn đó? Cái bản thân mình thấy chậm không? Rồi, nhất. Thì nhất là nhất rồi. Nhất là xong. Nhất qua thì nhất đi. Nhất thì không hổ nha. Nhất thì còn hơn cũng sinh ra đời đó. Một cái sinh ra đời thì tạo nghĩa là cũng khỏe được ha. Cái tính nghe cái đó không? Thì cái người đơn hay là la? Dạ. Cái tính nghe kẹp ha. Còn tê nhất rồi đau. Ô đau quá đau xưa. Ai bắt đầu còn xiếp cái đầu cũng chết vậy đó. Cái người đơn hay la? Dạ. Quý tử có cái đó không? Được chứ? Có không? Thì tôi có cái đó không? Mọi người ngu lại rồi. Không nên không. Có hết đó. Nhưng mà không dám nói ngà. Phải nói lên hết để chi? Lúc mình lên trình pháp chân sư nó nói hết để chân sư thông cảm cho mình, cũng giải đáp cho mình hay hơn. Để mình biết nhiều, nhiều thêm nữa. Mình khai thác thì mình biết ông nói nhiều, để mình khai thác rồi thêm. Chứ mà thực ra đó, mình đem vô nhiều quá, cái nhà mình kẹt, không ngồi ông đi. Thế tôi kẹt kẹt phải không? Mình đem vô nhiều quá, cái nhà mình nghẹt, không có ngõ mình đi. Rồi mình tự mình, hại mình. Mới tự thấy chứ ít xíu không? Có chỗ nào mà có chỗ ít xíu, có ai dám để đồ á? Sao không ra? Mới có thấy không? Để ít xíu, mình để điện nghe đồ nó hết ra luôn à. Mới muốn biết con muốn giải thoát, con có để hết đồ trong nhà, rồi sao ra thoát? Hiểu không? Chỗ ít xíu thì không có để đồ. Muốn giải thoát là phải buông hết tất cả đồ. Hiểu chưa? Và muốn đơn hay đa? Đơn ha. Hiểu chưa? Rồi chúng ta đứng lên. Đi cho một gì? Rồi, là nếu là mình cứ tự không quen ngồi kiếp già hay bán già
hay là cái trạng thái chân đè lên chân nhau gọi là chân bằng ngang. Mà hai chân chân bằng ngang đấy thì hai cái chân này phải bằng chứ không có cao không có thấp. Có nhiều người mà chân bằng ngang mà chân họ cao là gì nè, thời gian nó sẽ ngọn được lâu. Mà phải chân bằng ngang, phải là nghiệp chân thắng nha, bằng ngang phải chưa, mình chân bằng ngang kẹp ha phải chưa. Và thứ nhất, cái thứ hai, quý tử để cái tay, quý tử để cái tay xin trình bày quý tử cái tay là khi quý tử để cái tay ở trong cái tư thế của thiền là điều tiên quyết á, là quý tử để cái tay với cái trạng thái tay dưới tay trên, tay dưới tay trên, phải không ạ? Tay nào cũng được, quý tử quen tay nào quý tử để tay đó theo cái thời của mình. Có người quen cái tay phải nằm trên, tay trái nằm dưới, cho đó ta để tay dưới tay trên dưới như thế này. Còn người ta quen cái tay phải tay trái thì ta để tay phải tay trái ở trên theo cái tay này. Ta nghe kẹp ha, là thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, muốn tập cho mình giữ cái chánh niệm để không bị phát niệm, không bị mắc niệm á, thì từ từ họ hay để hai ngón tay đụng với nhau, hay là để tay đụng nhau. Khi nào mà ngồi thời gian mình bị hôn trầm á, cái tay cái mình sẽ rớt ra, tay mình sẽ rớt ra, tay mình rớt ra. Nên như vậy đó, do đó mình giữ cái tay, hai đầu ngón tay giữ lại với nhau để mình giữ cái chánh niệm thôi. Chứ thật ra nó không có nghĩa gì cả. Còn chưa? Sao rồi nó chặt quá vậy, cô còn nhóm còn bỏ nữa. Không dám ngồi xa nhau được đó. Còn chưa? Rồi, cái thứ hai, tay. Nếu như quý tử ngồi không quen, sư nói luôn, quý tử ngồi không quen, thì quý tử có thể gò tay như kiểu ngàn ma si. Ngàn ma si đó có dạy để nghe tay này xuống như là gì thôi, để nghe kịp không, để ngàn ma si có dạy để tay xuống như là. Nếu mà không quen để như này sợ chút nó quên thì không có giữ được cái chánh niệm đó, tư để hai tay xuống đất. Còn cái hai cái tay xuống đất đó, hai cái tay xuống đất dưới chân mình đó, thì quý tử gò, quý tử gò dưới cái chân của mình, cái đó gọi là cái touching chỗ đó, là cái điểm touching one ở đây nè, cái điểm giữ chánh niệm, cứ tự gờ cái chân này giữ lại vậy ha. Rồi đó đó, thì khi mà cứ tự để hai cái tay dưới đây thì coi chánh niệm rồi đó, được chưa? Đó là tay này ha. Rồi tay xong rồi đó thì cứ tự không có cho phép, không có cho phép cứ tự ngồi thụng ha, cứ tự cố gắng ngồi cho thẳng, ngồi ghế cũng được thẳng, ngồi dưới tòa cổ cũng được thẳng, nhưng làm sao cái chân mình phải thẳng. Mới đây chơi chưa gần nào, người gần đâu rồi lên ghế ngồi, ngồi lên ghế ngồi, có chưa? Rồi cứ tới ngồi lên cái thẳng, ngồi lên cái thẳng. Do đó đó khi nào mình thấy mình thụng á, là mình kéo cái chân mình lên, kéo chân lên, mình được cái kéo rồng, kéo lên theo kéo chỉ kéo mà uyển chuyển rồi, kéo chân lên cho lên thẳng xuống. Cái mặt của mình á, cái cổ cũng có gục xuống, cái cổ được gục xuống, cứ lên cái cổ cái đầu cái thẳng. Cái bài thả, có nhiều người ngồi họ gục cái đầu xuống như thế này, thở vô ngực, thở một dài, thở một nhiều, thở một là như vậy đó. Do đó có nhiều người họ ngồi một xa thời gian đó, cái đầu họ gục xuống như thế này, là họ bị trở ngại thiền niệm. Phải ngồi lưng cái cổ thẳng, lưng thẳng, nha, hai tay, cái này cũng được, thẳng. Rồi bắt đầu á, là cái tự thở ra vô bình thường. Đầu tiên, cái tự nhớ, vi phạt, vi pháp, vi tăng. Lại vi phạm vi pháp vi tăng lại ba lần, nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm là năm điều đó. Niệm trong đó trong vòng có 1 phút 2 phút à, không có lâu. Tin nghe kẹp không? Như sư niệm nè, nha, niệm nè, vi phạm vi pháp vi tăng, vi phạm vi pháp vi tăng, vi phạm vi pháp vi tăng, nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối tâm tồn. Thấy chưa? Và sau đó quý tử rải tâm từ, tôi luôn được an vui, mong tất cả chúng sanh luôn được an vui, tôi không có quan trái với ai, mong rằng tất cả chúng sanh không có quan trái với ai. Lúc nằm rải tâm từ, rải tâm từ xong rồi quý tử bắt đầu niệm, tất cả chúng sanh có sự chết rồi cuối cùng tôi cũng có sự chết rồi cuối cùng. Xong bốn pháp là chia vi phạm vi pháp vi tăng, nguyện tránh sát sanh trộm cắp tà dâm, rải tâm từ xong thì quán sự chết. Thì lúc bấy giờ xong rồi đó, quý tử bắt đầu niệm, hơi thở vô hơi thở ra, quý tử theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, vô và ra. Quý tử làm cho bữa hôm nay với sư, vô chúng ta biết vô, ra chúng ta biết ra,
vô, ra. Sư tử chỉ ném cho sư học, chứ đừng có ném dài, ngắn, nhanh, chậm, đừng có lắm. Cái tỷ làm cho sư là gì? Vô và ra, được chưa? Rồi, ta bắt đầu. Chú tâm. Thế tôi áp dụng được cái pháp A Di Đà Ma phải chưa nè?
Rồi, thì trong khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta nãy cho ta nói thì cái gì mà đặc biệt không thay đổi là cái tâm. Tâm của ta là gì? Hay để ý, hay nghe, hay chú ý và được biết, biết được cái gì, biết tất cả, muốn biết cho tất cả, gom hết cho tất cả, ôm người ta. Lúc đó tự xem người đơn tính hay người đa tính. Đà, ra rồi ha. Nãy giờ cũng nhiều chiều thay ha. Thế đó cái áp dụng sau khi ta học bài pháp nó xong đó, học Abhidhamma xong một buổi thôi, học 3 tiếng mà người ta ngồi xuống á, ta áp dụng là liền. Cái đó mình dùng là liền, thân tách là liền, lọc là liền, gạn co là liền, thấy là liền. Cái đó mình tự ứng dụng được cái pháp, pháp học, vô pháp hành. Quan hệ chưa? Còn tê, tê đến với ta, pháp tê là phải pháp không này? Tê, cái gì trong ta, niệm bài cái gì? Tâm ta biết, khó chịu, thân ta đang biết ở ngoài ta, thân đang là tê. Ta muốn đạt là gì? Chú tâm theo thở dở, theo hơi thở, bỏ tê, không nghĩ tới tê, tập trung trở lại cái hơi thở. Hiểu không? Dạ. Hai cái giờ có áp dụng không? Hay là đang ngủ? Anh suy sinh khi anh mình tắt đèn nhiều quá rồi ngủ dễ quá. Nãy giờ suy nghe nhiều người ho, không biết người nào ho. Chỉ biết một cái này ho, bên kia không đang ho, vụt kịch không tôi suy cũng nghe nữa. Còn có người đây, vừa đang dở vậy đó. Được chưa? Chúng ta gây về. Và nghĩ ha. Từ sau chúng ta tiếp tục. Mà sư muốn biết tử về coi là cái bài học này. Cái bài học mà sư đưa áp dụng cho thiền Chan Tinh La. Nha. Thế tụi mới về coi cái này để từ sau chúng ta áp dụng. Và từ sau sư sẽ mổ sẽ sâu áp dụng vào Abhidhamma này. Thì sẽ sâu được chẳng. Tôi biết rồi, mình cứ đánh nói đi. Thấy chưa? Rồi chúng ta gai về. Đi gấp rồi, gấp rồi. Đúng rồi, chưa? Gai về, anh vui, chú bác đi. Hôm nay có thể tôi bác nghỉ không? Hôm nay, chú bác đi.